Quý vị biết rằng cái khổ đau của con người là gì? Là cái nặng về danh, về lợi, về tài sắc danh lợi, và cái ăn cái ngủ là cái khổ nhất mà mình đang hướng đến. Nặng nề bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu. Có những người cả đời người ta phải khổ vì cái đó thôi. Khổ chỉ có bao nhiêu như vậy thôi. Ngày nào cũng ba buổi cơm, nhưng mà luôn luôn lo là không có ba buổi cơm. Và có được ba buổi cơm thì cố gắng duy trì, sợ mai mốt không có ba buổi cơm. Và làm ăn đã được rồi, sợ mai mốt lỡ làm ăn không được thì sao. Luôn luôn là lo như vậy, để lo hoài, lo cả cuộc đời, lo đến chết. Như vậy mà vẫn không xong. Rồi lo cuộc đời mình xong rồi thì nghĩ đời con cháu của mình phải có sự nghiệp gì trong cuộc đời này. Nên chúng ta phải lo để bồi dưỡng, để sắp xếp cho con cháu mình được thành công như ý của mình. Có những người vì con, vì cháu họ có sự nghiệp, họ có địa vị ở xã hội. Họ đặt để con, họ cháu họ vào cái địa vị, để con cháu của họ nó có cái địa vị như vậy, như họ đã có được. Nhưng mà đặt vào địa vị đó mà con cháu họ không đủ cái đức, không đủ cái phước để hưởng, thì họ đặt vào thì con cháu của họ bị chết. Tại vì sao? Vì họ đặt vào không đủ phước ngồi chỗ đó, mà đặt vào thì chết. Nên đòi hỏi chúng ta phải tu đức tu phước, dạy cho con cháu tu đức tu phước, thì con đường mình đi làm sao, con cháu đi được như vậy. Mình thành công sao thì con cháu thành công như vậy, là từ đức phước. Này quan trọng lắm. Ít ai nghĩ ra được điều này. Nên chỉ nghĩ rằng là chính bản thân của mình là người thông minh, hiểu biết, đặt trách sắp xếp, thì sự thành công theo ý của mình không có đâu. Không có đâu. Nhớ, phước duyên dẫn dắt đi đến chỗ phước duyên, tội lỗi dẫn dắt đi đến chỗ tội lỗi. Từ cái tâm mình nó sanh cảnh, sanh duyên, rõ ràng là từ nơi đó. Nên khi nghe đạo rồi, đúng là rõ ràng con người mình sẽ tin vào định luật nhân quả sâu dữ lắm. Có khi có những con người, người ta cả đời người ta cứ là mong mỏi sự giàu sang, mà lạ thay, đồng tiền vừa đến vô nhà người ta thì chưa được nóng. Khi cầm được đồng tiền mà nóng tay nó thì tự nhiên có quả tay đến, bệnh đau, hoặc là tự nhiên mất tiền. Mà cả đời có những người ta cứ bị gì hoài, bị gì hoài, bị hoài luôn. Còn có những người tự nhiên ta làm chơi chơi mà tự nhiên có hoài. Có những người người ta đi về chùa, người ta bố thí cúng dường, người ta làm lai rai thôi mà sao người ta có tiền hoài. Một là người ta khỏe, hai là không có người phá của người ta. Nên người ta làm năm nào người ta cũng có lai rai, người ta đi cúng hoài mà sao không có hoài. Sống khỏe khỏe, vui, cười. Còn có những người cực khổ, gian nan, lam lũ, nó không có thời gian đi chùa. Cực quá trời cực luôn, bù đầu bù cổ, mặt bèo nhèo như con mèo. Nghĩa là cứ cực lam lũ hoài, không có thời gian được giao tiếp với ai, không có thời gian được gần gũi gì. Quý vị là người có phước lắm nên quý vị được ngồi chơi gì, vui gì, chứ không phải giỡn đâu nghe. Chứ cái người mà người ta thiếu duyên, thiếu phước, người ta vô trong cái cảnh duyên có phước, người ta đi ra ngoài mất tiêu. Thà đi ra ngoài gốc cây, ngoài ngồi chơi mình vậy đó. Nhưng mà không chịu ngồi trong chỗ đông người. Quý vị biết rằng là đông người tu có cái gì, nhờ cái phước duyên nó giúp đỡ cho mình. Thí dụ như mình đang ngồi trong cái chỗ đông người thì mình dãy tê tê mà sắp chết, cũng có người ẩm mình ra ngoài hộ niệm. Chứ nếu như mình gao gốc cây mình ngồi mình nhảy tê tê mấy hay, mình chết queo mình cái tâm mình nó hướng con mình nên mình chết con mình. Còn cái tâm mình nó bao gồm với nhiều người nên cái phước duyên nó bao vây mình lại, nên có gì nó hỗ trợ mình ấm áp. Giống như có cái bà kia, bà đi đến chùa mình, bà ngồi để bà nghe pháp chút xíu, bà đi ra ngoài gốc cây sa la sau khu tăng, bà ngồi ngoài đó một chút, cái bà ngủ quên, bà dựa vô cây sa la bà ngủ. Bà ngủ xong có bốn con chim lại ỉa vô mặt bà bốn con. Xong á, hôm qua bà nói thầy đúng là con gặp quả báo. Con đến vô con không chịu nghe quá, con chịu tu, con ra cây sa la sau khu tăng con ngồi. Con ngồi xong con ngủ quên, con dựa cây sa la. Vậy mà bốn con chim nó ỉa con ngay lỗ mũi, con hai cà má. Với con dứt ngay cái miệng con luôn. Tại vì con ngủ con hả miệng làm nè. Vậy mà nó ỉa. Mà hồi đó giờ ít bây giờ chim chùa mình nó ỉa tầm bậy tầm bạ vô người ta. Vậy mà cái bà này đi ngủ nó ỉa vô mình bà chơi vậy đó. Ý là nó xem thường mà. Nó nói tôi là chim, tôi muốn vô trong chánh điện, tôi ngồi tôi nghe pháp mà tôi không dám vô trong đó. Còn bà được vô đó nghe rồi mà bà con ra đây mà ngủ nữa. Tôi ỉa vô mặt bà cho bà biết. Thấy chưa? Không phải đơn giản đâu kìa quý vị. Chim chùa được rèn luyện ghê lắm.
Ừ, được rèn luyện ghê lắm chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Thì biết rằng là chim bay đầy hết dân luôn. Qua mà cô Tăng vậy đó, nó đi phăng mấy cục phăng trước cô Tăng. Như Đức Gai, như Đức nói ê ê ê ê ê, cái thứ không biết chuyện, không biết điều gì hết. Cho ở đây rồi mà mày đi phăng tùm lum tùm la trước cô Tăng dơ giấy. Mày bay qua bên khu công nghiệp bên rộng thanh thang mà đi vẫn đi. Còn mày về đây mày ngủ. Vậy đó mà bay qua bên kia đi ầm ầm bên kia. Tối về đây ngủ. Không phải đơn giản đâu nghe, người ta biết lắm á trời. Nhưng mà phải dạy, phải chỉ người ta. Chứ mình không nói người ta tưởng đâu làm gì là ngon. Hiểu chưa? Phải nói người ta mới nghe được, người ta biết. Sửa. Nó, con vật nó cũng biết lắm chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Ví dụ như ngày nào quý vị cũng giải gạo cho nó ăn, giải gạo cho nó ăn. Nó gặp vị là nó bay xuống liền. Nhưng quý vị thấy lấy cây vị phang nó không phát đi. Bữa sau nó gặp quý vị nó đứng trên đọt cây, nó nhìn xuống. Mình kêu xuống đây là tao cho gạo ăn, nó hồng. Nó tao xuống thì khoan tao làm sao. Nó nói vậy đó, mình kêu xuống đây cho gạo ăn, nó chíp 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 chíp. Xuống đây, chíp 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 chíp. Ý nó nói là mày khoan tao hôm qua, tao xuống mày khoan tao nữa. Rồi xong cái mình nói vậy thì tao giải gạo đây, mày lỡ mày ăn đi. Mình giải gạo mình bỏ đi, nó xuống nè. Nhưng trong khi những cái lúc bình thường mình không có phang nó, mình nó gặp mình là nó bay xuống liền. Nhưng phang nó một phát đi, nó đứng trên nó nhìn xuống. Chừng nào mình giải gạo mình bỏ đi đi rồi nó lỡ nè. Vậy là nó biết sao không biết chàng. Nó, mình nuôi con chó con mèo rõ ràng mà mình thương nó. Rồi nó gặp mình nó chạy theo đúng không? Nhưng mà mình quýnh nó thử đi. Rồi nó gặp mình nó lé lé lé, nó núp núp núp, nó nhìn mình. Không dám ra nữa thì nó biết hết trơn. Dù vì nuôi nguyên bầy vịt đi, ngày nào vị cũng ra cho ăn, nó gặp vị là nó chạy ra cho ăn. Nhưng mà vị thử bắt một con vịt vị đi cắt gỗ đi, là bữa sau bầy vịt nó gặp vị nó chạy, nó thấy sao lạ kỳ như vậy. Mỗi ngày cho nó ăn thương yêu nó mà bữa nay sao cắt gỗ nó đó, nó biết hết trơn. Nên từ nơi đó mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là tình dữ vô tình đồng viên chủng chí, nó cùng một thể, nó đều có một cái tâm thức hiểu biết hết. Nhưng do gì nó sanh vào những cái loài súc sanh, nó không nói được như mình thôi, mà nó dùng cái tiếng nói khác. Nên vịt với vịt nó nói tiếng vịt, chim với chim nó nói tiếng chim, gà với gà nó nói tiếng gà. Quý vị coi như con gà trống con gà mái phải nói tiếng gà để yêu nhau không? Có mà, có khác gì mình đâu. Thí dụ như mình muốn chọc một cô gái gì, ngày xưa ngoài đời mình cũng tặng hoa, tặng quà. Bây giờ con gà trống nó muốn chọc con gà mái, nó kiếm hộ thóc lên, nó để xuống, nó kêu tuk 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 tuk. Nó dùng cái tiếng gà để chọc, nó kêu nàng là ở đây, tôi biểu. Thấy phải không? Nhưng mà nếu con gà đó chịu thì con gà đó chạy lại. Con gà đó chạy lại thì ảnh cắn gà đó, thấy chưa? Nhưng mà con gà đó không chịu thì con gà đó chạy đi chỗ khác. Thấy không? Nên từ nơi đó mình thấy là rõ ràng nó đều không có khác mình. Nó chỉ có cái là nó không nói được cái tiếng như mình. Nên cái người ta khi mà đắc được lục thông, người ta nghe tiếng con vật nói cái gì người ta nghe hết trơn. Ở từ xa chỗ nào, khi mà người ta gặp sự cố gì là cái con vật lại báo cho cái người đó biết rằng là ở trước đó có nạn tai cái này cái kia, được con vật nó báo hết. Tại vì mình chưa đắc được cái khả năng đó nên mình nghe tiếng chim kêu là chim kêu, gà kêu là gà kêu, vịt kêu là vịt kêu. Chứ thật sự thì nó đang nói chuyện với nhau. Cái nguyên lý này mình phải hiểu chứ rõ ràng 100% luôn. Như quý vị để ý một cái đàn kiến đi, nó cũng có sự đoàn kết đó. Khi mà nó gặp một cái tên kiến vàng bự hơn nó, cái là kiến lửa. Còn nó gặp một con kiến vàng bự hơn thì hai ba con đánh với con kiến vàng, đánh không lợi, bắt đầu là cho một con đi kêu viện binh. Không, nhà Đức để ý rõ ràng con đi kêu viện binh mà. Và khi mà hạ được con kiến vàng này xong, bắt đầu là cho một con kiến đi kêu thêm viện binh, đánh giác con kiến vàng về. Chứ không có được ăn một mình nghe. Giác về bắt đầu là ginh con kiến vàng này đưa xuống cái ổ, đem xuống đó để cùng chia nhau để mở tiệc ăn mừng. Không phải đơn giản đâu nghe quý vị. Có kiến cũng có đánh giặc nữa nghe quý vị. Tập phe phía rồi đánh nhau kịch liệt luôn. Đây là những đứa quan sát cái ổ kiến đánh nhau kịch liệt luôn mà. Nên từ nơi đó mà kiến mà cũng có giành người yêu nữa. Không đơn giản đâu. Kiến cũng giành người yêu nữa. Nên từ nơi đó có nghĩa là cái cõi đời này á, con người mình như thế nào thì con vật y rang như vậy luôn. Y rang luôn quý vị. Thí dụ như bây giờ cái con gà trống với con gà mái này hai đứa yêu nhau, mà con gà trống kia lỡ mà dè 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 là con gà trống này bay lại đá liền. Phải không? Rõ ràng mà.
thì giống như là người yêu của mình mà ai lỡ chọc ghẹo gì, vợ mình mà ai chọc ghẹo là mình ra mặt chứ sao. Đó, cái nguyên lý có khác không? Nó rõ ràng. Nên mình bây giờ mình đi dùng sức mạnh của mình để giết con vật là mình phải là đang chia rẽ gia đình ta không? Như vợ mình mà ta đem đi bằng thịt ăn, mình nghĩ mình sao? Mình đau lòng cỡ nào? Chồng mình mà ta đem đi bằng thịt ăn thì mình nghĩ như sao? Vậy thì bây giờ khi đám cưới gia đình con cháu mình mà mình nói là trăm năm hạnh phúc, mà mình lại mua gà, mua vịt mà đó là thân bằng quyến thuộc của nó, mình chia đàn rẽ nghé nó để mà mình mặn thịt mình ăn, mình đãi đám cưới để mình chúc tụng trăm năm hạnh phúc. Nên vì sao không có trăm năm hạnh phúc? Vì cái ngay cái ngày đám cưới vui vẻ mà lại lấy máu để tưới tẩm lên cái hạnh phúc đó thì có không? Không bao giờ có hạnh phúc. Người mà hiểu được á, thì ngày đám cưới của mình muốn trăm năm hạnh phúc thì đãi đầu trai, mà còn phải đặt máy nghe pháp nữa, tặng người ta nữa. Mình đứng mình nói vài câu về cái lợi ích của chiếc máy nghe pháp, rồi mình tặng máy nghe pháp cho gia đình hai bên, để cho hai bên đều biết Phật pháp. Mà đã biết Phật pháp thì cái chuyện con cháu mình nó đàng hoàng với nhau. Vì ông bà cha mẹ hai bên có đạo đức thì con cái mới có đạo đức, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà gặp nhau cái là nhậu tá lả âm binh. Nhậu một chút rồi hai ông xui quýnh lộn. Có không? Có mà. Trời ơi, xui gia mà gặp nhau mới vô là tôi với anh gọi duyên vậy lắm. Gặp nhau bắt tay rồi quyết định hai đứa này phải làm đám cưới, thấy không? Hai ông xui nói chuyện qua lại một chút. Anh nói cái gì? Anh nói cái gì? Anh nói lại đi. Anh đừng có ý xui gia, anh muốn nói gì nói nghe. Tôi giọng vô mặt anh bây giờ, anh tin không? Nhậu vô là có chuyện, quý vị thấy chưa? Có chuyện liền. Hoặc là đám giỗ tự nhiên sát sanh hại vật đem về, sát sanh quá trời luôn. Xong cái anh em mới vô, hoặc là cha mà nhậu với con cha, con rể mới vô, con xin mời cha vợ một ly. Con mời cha vợ một ly. Một chút, tao mời mày một ly. Cha vợ nó ở mày mắt dài. Sao mày kêu tao với cha vợ? Mày là cái thứ con rể mắc dài thế này. Ông đừng có nói, ông ỷ cha vợ, ông muốn nói gì ông nói đúng không? Tôi chơi ông luôn, giờ ông tin không? Ban đầu là tình nghĩa quá trời luôn mà uống một chút rồi thành cái gì? Có không? Có mà. Nó cái này là dưới quê thấy rõ ràng. Nó thấy chưa? Nó rượu vào thì lờ ra, mà ra cái gì? Có những người nghĩ rằng bây giờ sanh con, nuôi con, dạy con lớn rồi, có gia đình cho con đàng hoàng hết rồi, lúc đó thoải mái. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nó không cho vì cái ngày thoải mái đó đâu. Quý vị muốn thoải mái thì là thoải mái. Quý vị không muốn thoải mái thì đừng mong nó cho quý vị thoải mái. Có khi con còn nhỏ thì khổ con còn nhỏ, con lớn lên thì khổ con lớn lên, con có gia đình thì khổ con có gia đình, gia đình xong khổ cháu mới đẻ ra. Khổ một đứa cháu mới đẻ ra xong, tiếp tục một đứa cháu đẻ ra, khổ nữa. Trong đứa cháu này nó nói rằng gán trông giùm con đứa đi, rồi mai mốt nó đẻ thêm đứa nữa, trông thêm đứa nữa đi. Rồi bắt đầu là thêm một đứa nữa. Nó nói mẹ ơi mẹ, bây giờ vợ chồng con bận như vậy, mẹ không chăm cháu, mẹ đi tu, thì mẹ ở nhà mẹ chăm cũng được, tu cũng được. Cuối cùng mình gửa mong cho con trai, gửa mong cho con gái, cuối cùng mình gửa mong cho đứa cháu. Gửa tiếp tục, gửa đi, gửa đến khi mà té vào cái bô luôn cũng chưa xong, đừng có nói chuyện dẫn chơ. Nên mình mạnh dạn mình nói một câu không có tội. Mình gửa mong cho cháu có tội. Tội gì? Tội con mình sanh ra mà không chịu lo. Mình để bắt cha mẹ mình lo, con của mình phải lo. Nó lo cho con nó mới hiểu được công ơn cha mẹ. Bây giờ tại sao nhiều người con không biết công ơn cha mẹ? Vì con đưa cho mẹ cha nuôi giùm, lớn lên chút đưa cho nhà trẻ nuôi, nó có nuôi đâu. Nên người xưa ta nói cái câu này mà áp dụng bây giờ thì bây giờ cũng không phù hợp luôn. Người xưa ta nói câu rằng là chưa sanh con chưa hiểu lòng cha mẹ. Bây giờ mình nói thêm câu, nó sanh rồi nó cũng quên luôn.
Bây giờ nhiều đứa nó không chịu sanh mà nó mổ. Chích thuốc mê cái còn đau đâu, mổ cái rẹt đem đứa con ra, mai cái rẹt lại vài bữa lành, nó đâu có sanh đâu mà nó biết. Cả bây giờ nhiều người phụ nữ nó không muốn sanh con luôn, vì sao? Vì sợ sanh con chồng không thích nữa. Phải duy trì được cái chỗ tham muốn đó được để đừng có bị bỏ mà đi mổ luôn. Đi ngược quy luật tự nhiên ghê thiệt chứ. Bây giờ đúng là sanh rồi cũng quên luôn. Ngày xưa mà mình sanh mình đẻ, mang nặng đẻ đau này kia rồi mình có cảm giác liền. Tự nhiên trong lòng mình có khi rơi nước mắt, mình nghĩ rằng trời ơi, mẹ cha mình ngày xưa sanh mình nuôi mình nó cực khổ, như bây giờ mình thấy mình cực khổ rồi nè. Nó rồi bây giờ mình nghĩ gì cho con mình không mà lạ thôi, mình nói nó không nghe. Rồi bây giờ mình nghĩ ngày xưa mình cha mẹ mình nói mình cái mình đâu có nghe đâu. Bây giờ mình nghĩ lại thì cha mẹ mình chết queo rồi. Nên con người chúng ta, tại sao chúng ta không làm cái gì đối với cha mẹ mình khi cha mẹ mình còn sống đi? Mà đợi đến chết rồi thì mâm cao cổ đầy cúng. Lúc cha mẹ nghèo, miếng thịt không có ăn. Cái này là nói ngoài đời, nhiều người ta ăn mặn. Vậy mà chết rồi mua con heo, cúng. Lên thắp nhang nói, ba ơi ba, ba ngày xưa thèm thịt heo quay dữ lắm. Hôm nay con mua quý con heo quay, con cúng cho ba luôn nè, ba ơi ba. Ba đi ba ơi ba, ba về đây ăn với con nghe ba. Nó cúng có chút xíu xíu, thắp cây nhang xuống con chút. Xong nó nói, ba ơi con đem heo quay xuống con xử nghe ba. Thấy chưa? Mình nói ví dụ cha mẹ ăn mặn đi chăng nữa, mình vẫn làm con mình lo, là phải lo cái chuyện đó, là phải lo, không nói vòng vo chứ. Vì hỏi nhân đức, bây giờ mình ăn chay, mình tu, cha mẹ mình ăn thịt, bây giờ con mua thịt để con làm cho cha mẹ con ăn, tôi có tội không? Không. Bị bỏ cha mẹ, bị đói chết mới có tội đó. Tại vì cha mẹ bị ăn mà. Mình làm con là làm tròn cũng phận làm con thôi, chứ mình không có cái ý gì hết trơn, hiểu chưa? Còn nếu cha mẹ ăn chay được thì tốt, còn cha mẹ ăn mặn thì mình phải lo cho cha mẹ thôi. Cái chuyện này là tròn bổn phận làm con thôi à, hiểu chưa? Mà mình phải khuyên lên hết lòng hết dạ, giảm tối đa việc sát sanh để tạo tội cho cha mẹ thì được. Còn để cha mẹ đói khát là mình có tội. Tội gì? Tội thế gian người ta đã không coi mình ra gì rồi, bỏ bê cha mẹ rồi. Mà người thế gian đã không ai chấp nhận mình thì cái việc này bản thân mình nói đi về cực lạc làm sao được? Mình muốn về cái quốc độ an vui thì ở cõi đời này mình cũng phải có cái nhân tốt đẹp. Không có nhân tốt đẹp làm sao có được cái quả an vui tốt đẹp? Nhân quả tương đồng mà quý vị nghe mà nó hiểu không? Nó tại sao mà mỗi tuần chủ nhật chúng ta không thể nào không về được? Chủ nhật nào mà không về thì thấy chưa, chủ nhật không về mà chủ nhật nào mà không về thì biết rằng là ngồi ở nơi đâu đó. Có cô kia cô nói là chủ nhật tuần trước con không về, thầy biết rằng con ở nhà con lau nhà mà con lau cảm thấy nó yếu đuối gì đó. Ôi quý vị biết vì sao không? Vì cái tuần chủ nhật mà đông người vậy ngồi vậy, nó tích tụ cái nguồn năng lượng cho mình cao độ dữ lắm quý vị. Quý vị thấy hồi nãy giờ bao nhiêu nụ cười, những đức nói bây giờ một cái người mà đang ngủ gục ngồi trong đây vì cũng tích tụ năng lượng. Có cô đi kêu cô nói công nhận thầy nói đúng, con ở nhà con nghe thầy nằm mà không ngủ được, mà vô đây y ngồi mà con buồn ngủ. Vì coi ở nhà nằm mà không ngủ được mà vô đây ngồi y mà dám buồn ngủ. Vì sao? Vì sao buồn ngủ? An tâm, cảm thấy yên tâm vô cùng. Đông y mà ngủ có đâu có sợ má. Có cái bà kia, bà nói là chồng mới đi làm việc rồi xong á, bà ở nhà có mình, nhà thì to, bà quá sợ ma, bà muốn nhắm mắt ngủ mà không dám, cái tâm nó cứ là sợ ngủ không được. Bà nói là con chọn ngày chủ nhật đi đến đây rồi con ngồi đó con ngủ chẳng. Bà hỏi Nhân Đức là vậy được không thầy? Nhân Đức nói được, sao không được? Giúp cho người ta được đoạn nào thì được đoạn nấy, hiểu chưa? Giúp cho người ta an tâm là tốt rồi. Vậy đó mà bà đi đến chùa bà ngủ giết rồi, cuối cùng bà nói bây giờ con đi đến đây con nghe chứ con không có ngủ. Mấy vị thấy chưa? Từng công đoạn nó giúp người ta.
Chứ mình nói ngủ có tội đó nghe. Thầy giảng gì mà ngủ có tội đó nghe con. Nói dạ thưa thầy, con đâu có muốn ngủ, mà vì con mắt con ngủ. Đúng không? Thật sự là trong lòng mình không muốn ngủ, nhưng mà con mắt mình nó lại nhắm lại. Nên gọi là giảng mà nếu không có lực là buồn ngủ thiệt. Giảng mà không có lực là ngồi chút nghe, nhìn ngay những đức nghe mà nhìn chút lại nè. Cái một chút kia. Khi mà nó đang ngủ vậy mà thấy người ta vỗ tay á thì cũng vỗ mà làm vậy nè. Mà cái mặt mà nó buồn ngủ nó ngộ lắm quý vị, nó chảy ra kỳ lắm. Tự nhiên lạ lắm tự nhiên. Nó kỳ cục lắm kìa. Nó thì không mà nói vậy có cái bà ngủ gục nó tỉnh queo rồi kìa. Ờ mình nói gì bà tỉnh nghe. Giỡn đâu. À, ngộ vậy đó, mình nói vậy là họ tỉnh à. Chúng sanh đúng là lấy độc chị độc, lấy ngủ chị ngủ. Anh thấy chưa? Nếu quý vị biết rằng là không mà công nhận là mình về đây như là một đại gia đình quý vị. Phật pháp mà chúng ta chia sẻ đây là gọi là Phật pháp nhân sinh. Chứ bây giờ quý vị nói bây giờ Phật pháp nó vô cùng là cao siêu, để trên chờ, để dưới biển, mọi người nghe Phật pháp dối lấy không được, xuống biển xuống không được luôn. Nếu như là Phật pháp như vậy thì sớm diệt vong mà, sớm diệt vong. Những đức hỏi quý vị, chúng ta làm lên một dĩa bánh ngon để trên chờ, ai cũng thèm chảy nước miếng không ăn được, dĩa bánh này có ngon không? Không. Đức Phật vô cùng từ bi, lấy một dĩa bánh để trước mặt chúng ta, ăn đi con. Nhưng trong lòng mình nói có ý gì? Có ý gì không? Tại vì bao nhiêu con người đâu có ai đối xử với tôi như vậy, tại sao Phật lại từ bi với con như vậy? Phật có ý gì không? Con ăn bậy bạ con trúng độc làm sao? Con sợ lắm con không dám ăn đâu. Thấy chưa? Có không? Có. Nhiều chúng sanh ở đâu có tính là đâu có chịu ăn cái dĩa bánh này đâu quý vị. Còn mình thì sao? Đủ duyên, tin, ăn bình thường. Ăn càng ngon à. Không đơn giản đó nghe quý vị. Không đơn giản là ai cũng dùng cái dĩa bánh này đâu nghe. Đừng có nói cái chuyện đơn giản đó nghe. Đừng có nói mà đem cái tâm từ bi mà để mà không đúng chỗ, nó có tác dụng phụ á. Có những người mình dùng tâm từ bi, mình đến với người ta, mình đưa cho người ta cái này kia ngon mà tao nói, có dùng ý gì? Ý gì đây? Mình đưa cho người ta cái máy niệm Phật, nó nói đem cho chỗ khác, đập bỏ bây giờ. Đưa ta máy niệm Pháp đập bước. Thấy chưa? Đoạn duyên luôn. Nên đưa cho người ta một cái bài Pháp, đưa cho người ta máy nghe Pháp, đưa cho người ta máy niệm Phật là hỏi người ta là chấp nhận không? Anh chấp nhận thì cứ đưa, không chấp nhận thì thôi. Chứ có gì phải ép nhau. Thấy không? Ồ. Chưa? Nên... Ví dụ như giờ có nhiều cô, các cô, các chú đang ngồi đau chân gì, đúng không? Bây giờ mình quá đau chân rồi, phải làm sao? Thì thẳng chân. Thẳng chân cách sau đó là chuyện của mình. Đông quá mình muốn thẳng sao kệ mình à. Có tội không thầy? Không, làm gì có tội. Đau chân mà thẳng chân mà cũng có tội. Sao ngộ, sao cái gì cũng tội hết chứ. Đi tu mà sao cái gì cũng tội chứ, tội chắc nghỉ tu quá. Ngày xưa chưa đi tu sao không thấy gì tội hết chứ. Sao mà từ khi vô nghe thầy giảng tới giờ là cái thứ gì cũng tội ấy. Nghe không? Nên chúng ta đừng có đặt cái vấn đề tội lỗi nặng quá. Mà chúng ta nên sống làm sao mà cho nó thoáng một chút kìa. Sống làm sao mà cho nó thoáng một chút á. Hiểu không? Có một câu nè. Người tu lỡ phạm những điều sai, quay đầu niệm Phật có được vãng sanh hay không? Thí dụ như bây giờ mình đã từng lấy chồng người ta quá trời luôn vậy đó. Tại vì mình đây nữ nhiều mình nói vậy đi. Ai dính vải thì sửa. Hiểu không? Mình có duyên mà lấy chồng người ta quá trời lấy chồng luôn. Mấy cái bà khác nói ồ ồ ồ. Bà sao bà không biết ngại chứ bà.
sao bà lấy chồng ta tùm lum tùm la chứ kỳ cục vậy. Nó không biết sao tôi cũng không muốn mà sao thằng nào nó cũng muốn tôi. Hiểu chưa? Không mình tôi mà nó chả tá lạ âm bịch. Thì sao? Thì cái nợ vay mượn, cái nợ vay mượn đến bây giờ phải trả. Nhưng mà đừng có nghe như vậy rồi nói vậy thì nợ vay mượn thì phải trả chứ. Nó cũng sai luôn rồi. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài để là một câu cực kỳ hay: ta đến thế gian này giúp cho chúng sanh chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực. Hay không? Nghiệp lực đó là mình đi làm điều sai quấy, mình đi lấy chồng người ta tùm lum, đó là nghiệp lực. Mà bây giờ mình nghe đạo, mình biết tu, mình chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực. Như vậy thì nghe đạo mới có lợi ích. Nếu như mình nghe như vậy rồi mà mình tiếp tục đi làm là mình cố tình. Nó cố tình biết rằng là nghiệp nhưng mà phải chuyển nghiệp. Hiểu không quý vị? Chuyển nghiệp. Mình là một người nữ lả lơ nhưng mình nghe rồi mình điều chỉnh lại thì tự nhiên nó sẽ tốt thôi, có gì đâu. Mình có chồng rồi mà bây giờ mình gặp ai mình cũng, thì bây giờ mình điều chỉnh cặp mắt mình lại. Cặp mắt mình có quyền. Lúc trước cặp mắt mình cứ nhìn nghiêng, nhìn ngã, nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới. Bây giờ mình điều chỉnh lại, đó là chuyển nghiệp lực cho thành nguyện lực. Hiểu chưa? Dễ hiểu không? Quá dễ hiểu. Quá dễ hiểu mà còn chịu hiểu. Hiểu không? Nên từ nơi đó mình chuyển nghiệp lực cho thành nguyện lực là niệm Phật chắc chắn vãng sanh. Nên tại sao mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài giảng pháp, Ngài thường kể câu chuyện của Ngài Quánh Kha? Vì đó là Ngài quá từ bi. Ngài biết rằng nhiều người tu đạo bây giờ phạm nhiều lỗi lầm sai quấy, nên Ngài mới kể câu chuyện đó để nhắc những người tu đạo đó quay đầu có cơ hội. Từ bi vô cùng luôn, quá từ bi. Chứ đâu phải Ngài kêu người ta đi làm điều đó đâu. Nên từ nơi đó Phật Pháp có một câu rất hay: quay đầu là bờ. Nên đệ tử Đức Phật bà Liên Hoa Sắc, trong cái thời Đức Phật còn tại thế, bả là một người con gái khổ đau chứ không phải là xấu xa đâu. Ban đầu bả là một người con gái khổ, bả rất đẹp nên gọi là tên Liên Hoa Sắc, đẹp lắm. Nhưng mà bởi vì người ta hại, bởi vì người ta dụ dỗ bả khổ, xong bả mang một tâm hận thù đàn ông, nên bà dùng cái sắc đẹp của bà quyến rũ bao nhiêu người đàn ông phải té mương té giếng gì bà. Ghê cho sắc đẹp của bà mà kinh khủng vậy đó, làm cho bao nhiêu người đàn ông té mương té giếng. Có nghĩa là bà nói là bây giờ mấy anh có thương tôi không? Thương, nhảy xuống sông nhảy cái chụm thì có không? Câu chuyện có mà. Bà kêu nhảy xuống sông, nhảy xuống liền. Kêu nhảy xuống hầm, nhảy xuống liền. Bà kêu đi chết đi, đi chết luôn. Nó ngu muội đến mức kinh khủng vậy đó. Vì cái sắc đẹp của bà nó kinh khủng. Có nghĩa là cái sắc đẹp của bà làm cho người ta mê muội đến mức mà cuồng chí luôn. Ghê chứ, đẹp đến mức như vậy đó quý vị. Dụ dỗ quá nhiều đàn ông luôn. Cuối cùng ngoại đạo nhờ bà để dụ đệ tử của Đức Phật là Tôn Giả Mục Kiền Liên. Bà nói thật, trong cái cuộc đời này không có thằng đàn ông nào mà tôi không dụ được. Đàn ông mà gặp tôi một cái là bụng rụng tay chân là chết, đâu đó dòng dò. Rồi bây giờ bà có thể dụ được những đức, nhưng bà không dụ được Tôn Giả Mục Kiền Liên. Này, thấy không? À, bây giờ mình nói vậy đi, mình bèo, mình nói mình bèo, đúng không quý vị? Thì ngoại đạo mới bỏ tiền ra cho bà để mà bà dụ Tôn Giả Mục Kiền Liên. Bà vừa dự định đi Tôn Giả Mục Kiền Liên chưa đến đã biết được hôm nay gặp bà này, và bà này sẽ dùng lời đường mặt để muốn dụ Tôn Giả Mục Kiền Liên vì người ta đắc được lục thông. Thấy không? Vượt dòng sanh tử hết trơn mà dụ cái gì? Người ta đã đắc được lục thông như mình, bây giờ mình nhìn một cô gái đẹp thì mình sẽ thấy cô rất là đẹp. Nhưng mà người đã đắc lục thông, người ta nhìn vào cô gái đẹp, người ta thấy di trùng lúc nhúc nằm bên trong. Từ mắt mũi miệng người trong người cô, người nữ đó là lúc nhúc di trùng rồi nó bò lên nó chơi trong á, nó lủm chủm nó lòi trong.
Mình nhìn tóc tai đầu gì bộ não nó trong á, trùng với trùng nó bò lủng nhủng lủng nhủng lủng nhủng nó lội chơi trong trò tớ bò lui mà thấy ghê lắm. Nó nên người ta đắc quả A La Hán người ta mới nói rằng là chỉ một lớp da bên ngoài nhìn đẹp nhưng bên trong là máu mủ hôi tanh, mình nói đẻ gì tanh đầu tanh. Tới đến gần cũng thơm quá trời thơm chứ tanh đầu tanh. Nó mình nó có biết cái gì đâu. Mình là kẻ mê hoặc điên đảo nên mình chỉ nghe cái mùi thơm bên ngoài. Còn người ta là nó nhìn sâu thẳm vào cái bên trong luôn, thấy rõ ràng vi trùng bên trong lội lủm chủm. Ghê không? Nó nên Đức Phật đã từng là ví dụ mà nhìn cặp mắt của cô gái này đẹp nhưng bên trong là cái gì? Một cái hố sâu thẳm. Ghê quá. Hiểu không? Chỉ cái tròng mắt lộn qua lộn lại. Nhưng mà nếu lấy tròng mắt đi ra thì còn có mắt đẹp hay không? Kinh khủng cái gì? Có nghĩa là ta đắc được cái lục thông rồi, người ta nhìn rõ chứ. Tôn giả Mục Kiền Liên biết ngày hôm nay bà Liên quan sát đến chọc ghẹo, đến nhắc nhở bà liền, bà quy xuống đảnh lễ liền. Kinh khủng như vậy, đáng sợ thiệt. Mà người đẹp như vậy mà thu phục một phát, dẫn về quy y Đức Phật, gọi Đức Phật cho bà tu xuất gia luôn. Cuối cùng đưa bà đi gửi nhà vệ sinh. Vì sao đưa bà đi gửi nhà vệ sinh? Vì bà đẹp quá. Bây giờ cho bà gửi nhà vệ sinh để bà tiêu cái kiêu ngạo. Nói cái này cũng có lý nha quý vị. Mà đâu biết lúc đó thì cho bà làm nghề gì mà đâu biết. Nhưng mà mình để thôi cho gửi nhà vệ sinh đấy. Vì đẹp quá cho gửi nhà vệ sinh, hiểu không? Gửi nhà vệ sinh để nó tiêu cái kiêu ngạo, tiêu đi cái tâm mà nghĩ mình đẹp thì gần dơ giấy rồi này kia để giác ngộ chứ. Chưa mình nghĩ chắc Đức Phật cho đi gửi nhà vệ sinh quá. Và tiêu là chắc Đức Phật cho gửi nhà vệ sinh xong là cho quét xung quanh liêu thắt, quét nhà là quét bụi trừ bẩn, hiểu chưa? Quét bụi trừ bẩn cho bà giác ngộ chứ. Bây giờ cho bà đi làm quản chúng, tự nhiên bây giờ mà bây giờ cho đi quản chúng mà sực người ta làm sao, kiêu ngạo lên đúng không? Nên cho gửi nhà vệ sinh là thấp nhất, đi quét nhà xung quanh rồi tự nhiên sau này bà thành đạo. Vậy đó mà bà Liên quan sát nha, bà chứng quả A La Hán và đạt thần thông đệ nhất. Bên nữ bà là thần thông đệ nhất, còn bên nam là Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Một con người mà hư hỏng như vậy mà ở trong giáo pháp Đức Phật tu hành chứng quả thần thông đệ nhất. Bởi vì mình bây giờ mình thấy người ta lấy chồng người ta mình cười chê, người ta chưa chắc á, mai mốt cái chừng họ được Phật A Di Đà rước bay bay. Cùng mình ngồi mình nhìn họ luôn, cái đừng nói chuyện vững chơi. Như có môn Tịnh Độ này mà Thái tử A Xà Thế đó chưa. Nếu mà trong ngũ nghịch trọng tội, ông phạm trong ngũ nghịch trọng tội đó, mà phạm một tội trong ngũ nghịch trọng tội là đọa địa ngục 18 tầng địa ngục không có ngày ra thì đi diễn chơi. Vậy đó mà ông phạm trong cái ngũ nghịch trọng tội xong mà nhờ cái pháp niệm Phật này nè, vậy mà Thái tử A Xà Thế ông áp dụng ông tu. Vậy mà ông niệm Phật mà khi mà ông giảng sanh và thượng định không giảng, đó là giảng sanh thượng phẩm chung sanh. Cái pháp niệm Phật này là một con người cực kỳ tội lỗi nhưng mà quay đầu mà cái mà giảng sanh mà phẩm vị là tính vào cái sám hối á. Sám hối chân thật là sao? Tính vào phẩm vị. Nên cái này là lòng tin phải cực kỳ cao, mà lòng tin này tính vào thiện căn để tin. Quý vị ngồi bây giờ nghe gì nghe, chưa biết tịnh độ gì nhiều nhưng mà nghe mà thích là duyên dày lắm chứ không giỡn đâu. Duyên rất là dày mới ngồi nghe được, và tự nhiên quý mến ông thầy này mới nghe được. Còn nó ngồi mà nó mặc cái mặt ông thầy thấy ghét, không dám ngồi nghe đâu. Được, bây giờ quý vị ngồi nghe ai mà cái mặt thấy ghét nghe không? Nghe thấy mắt ghét quýnh ông bây giờ đừng nói chuyện vậy. Ai mà nghe làm chi? Đó là duyên của chúng ta, và những đức cũng đã từng ngồi nghe bị giảng rồi. Nhớ nghe, đừng có nói cái chuyện quý cô ngồi nghe gì, mấy cô tầm thường nghe, không có tầm thường đâu. Một bà già ngồi dưới cũng không tầm thường. Bà đã từng ở trên pháp tòa và giảng ầm ầm ở trên, những đức ngồi dưới nghe chắp tay. Nên bây giờ người ta mới ngồi nghe, người ta chắp tay lại người ta nghe đó. Chứ nếu như những đức đã tôi chưa từng nghe quý vị giảng, làm sao bây giờ quý vị nghe những đức giảng? Nhân quả tương đồng mà. Nó hiện tướng trong cái lục đạo này, nó hiện lúc nam lúc nữ, lúc đực lúc cái, lúc bị đi nó hiện tùm lum. Bây giờ đời này mình là con gái người ta, biết đâu đời sau mình làm vợ người ta. Trong lục đạo luân hồi này nó lên xuống quay quằng, nó lộn xộn hết trơn á. Nên Đức Phật gom lại là tin sâu nhân quả thôi.
Nếu mà mở rộng ra thì thôi không, vô lượng không thể nào nói hết. Nó nghĩa là lúc thì tham bằng quyến thuộc, lúc là kẻ thù. Nó xây mình ở trong lục đạo này ghê lắm. Nên từ nơi đó mà bây giờ mà ngồi nghe gì là những đức đã từng nghe quý vị rồi đó. Quý vị bao nhiêu tâm cung kính ngồi dưới là những đức đã từng bao nhiêu lần cung kính đã từng nghe quý vị rồi đó. Nên trong cái lục đạo luân hồi này là chúng ta đang bổ túc cho nhau để mà đi về thế giới cực lạc. Nên có cái lời nguyện rằng là mình nguyện để giúp nhau sanh cực lạc. Lời nguyện này nó bao vây mình lại, nên mình đều là thi hiện để mà hỗ trợ giúp nhau. Quý vị đừng có nói là những đức cao gì quá, là đang giúp nhau thôi. Chúng ta là đang giúp nhau thôi. Chúng ta là những con người đang lụm chụm trong cái biển nghiệp này, mà nhờ mình được đoàn kết nên gịch nhau lên trên bờ. Nó thật sự mà nói chúng ta đang còn lụm chụm trong biển lắm quý vị. Đừng nói chuyện giỡn chơi nghe. Nên từ nơi đó mà nghe hiểu rồi quý vị thấy không? Cái cõi đời này nó vô thường lắm. Thấy không? Mà hôm nay quý vị về đây quý vị thấy tượng Phật đẹp quá quý vị. Đẹp. Nên cái người mà người ta làm được cái việc này đúng là cái ý nghĩa của người ta là đủ phước. Vì nhớ nghe, khi đủ cái phước mình làm cái phước nó phù hợp điểm chỗ luôn. Khi đủ cái duyên nó làm cái duyên đúng duyên luôn. Khi không đủ cái phước, không đủ cái duyên, nó làm điều thiện điều tốt, nó không đủ duyên, không đủ phước, nó không được lợi ích lớn. Nên cái việc mà làm thiện làm tốt là nó đủ duyên đủ phước để làm được, nó hội tụ được cái nhân duyên và cái phước đó. Mà khi làm xong rồi trong lòng nó vui cực kỳ vui, nó hoan hỷ cực kỳ hoan hỷ. Nhưng sẽ có tác dụng phụ gì khi làm không được? Phải giải mã cái tư tưởng là làm được cực kỳ hoan hỷ, làm không được cũng không buồn. Đó, cái này mới đạt nè. Cái này mới đạt cái trình độ trong Phật pháp nè. Chứ đừng bao giờ ô tôi làm được quá hoan hỷ, quá hoan hỷ, kỳ sao làm không được buồn lắm nghe. Buồn lắm á. Vậy thì mình thất bại, thấy không? Nên cái câu mà những đức từng nói rằng là chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Đó, chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Vậy thì rất tự tại trong cái cõi đời này. Cái quan trọng trong cái cuộc đời chúng ta là gì quý vị? Sống tự tại, sống mỗi ngày có nụ cười, đúng không? Vì thấy ngày Chủ nhật mà cười kiểu này. Bởi vì tại sao mà mấy cô về đây mà về đây mà giết mà tại sao? Tại sao mấy cô trẻ vì cười nhiều? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thuốc bổ nào bằng cười? Bây giờ về đây giết không có buồn giận người ta để trong tâm. Mà quý vị biết rằng khi giận người ta để trong tâm là mình đang bỏ chất độc trong cơ thể. Mà giận càng lâu thì chất độc càng phát tán. Nên khi mà mình buông một cái chuyện gì là chất độc đang trong cơ thể mình đang bị tích tụ. Buồn là độc. Buồn là độc nghe, nhớ nghe. Buồn là độc. Còn vui là giải độc. Giải độc buồn. Nó vui là giải độc buồn và vui là giải nghiệp. Mà vui gì mới giải nghiệp? Vui pháp vị giải nghiệp. Có nhiều niềm vui mà tăng nghiệp. Vui gì? Đi nhậu, đi quýnh lộn, đi đua xe, đi cá độ đá banh, đi quýnh bài. Nó đi vui chơi mà cái chuyện mà này nọ bậy bạ đó là vui tạo nghiệp. Còn vui mà đang ngồi đây nè là tiêu nghiệp. Vui đang ngồi đây là tiêu nghiệp. Quý vị đang ngồi đây nè, quý vị đang ngồi đây nè, là bao nhiêu người thân quý vị, bao nhiêu nghiệp quan gia đang ở đây nè. Những người mang nghiệp phá thai nè, thai nhi đang ở đây nè, đang ngồi nghe ở đây luôn nè. Quý vị đang nghe, họ nghe luôn đó, chứ không có chuyện giỡn chơi đâu. Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng mỗi một người chúng ta là nghiệp quan gia đi theo mình cả đoạn đường. Vì thì mình vô đây, hoàng gia cũng vô đây. Mà tâm lực mình mạnh, cực kỳ mạnh, mình vô đây, mình quyết định vô đây. Nếu như mà nghiệp mình yếu, mình vừa vô đây, nó gịch mình lại, không cho vô liền. Yếu nữa, thì muốn đi phải không? Được, nó phan vì gãy chân chơi, nó được không? Trời ơi, có những người mà chuẩn bị đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn có một ngày nữa đi. Đừng có nói còn một ngày, chuẩn bị bước lên xe. Vừa bước lên xe, té cái rầm gãy cái chân. Đưa đi vô bệnh viện, không được đi lại luôn. Trời, đừng có nói mà nói chuyện dẫn chơ. Được đi đến chùa rồi, vừa vô cổng chùa, vừa bước vào điện thoại, reng 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 reng. Hello, gì vậy?
nhà có chuyện rồi, có người bệnh, chở đi bệnh viện, về liền đi, thấy chưa? Phải không? Chẳng ngại không? Nó đừng có nói chuyện giỡn chơi. Nên chúng ta khi bước đi, điện thoại để ở nhà, còn đường dây nào mày kéo được không? Mình hát bài hát khi em đi chùa. Anh đừng gọi em. Thấy chưa? Mình nó đi chùa rồi, đừng có gọi được, không có gọi được đâu. Tôi quyết chiến cái chuyến này mà tôi bốn 2000 lại nữa. Lại tới cùng tôi đứng nói chuyện giỡn chơi với tôi. Hiểu chưa? Được ai mà kéo tôi, hiểu không? Kéo làm gì? Để tu. Tâm quyết với mạnh nghe, coi chừng cầm điện thoại nó kéo. Nên tất cả những người nghe công đoạn này, dẹp điện thoại. 4 ngày đó, tiền bạc vật chất cái gì dẹp, vàng bạc lột ra, lột ra sạch sẽ luôn. Thử con người nó nhẹ dạ, khỏe phấn cỡ nào. Thí dụ như bị đeo vàng rất nhiều, đeo hột sòn, đeo kim cương, quý vị đeo đồ quý rất nhiều. Thử đi lột sạch cho đi, lột sạch không còn bản đồ nghe. Lột vàng bạc thôi, kêu lột sạch đi lột vàng bạc nè, lột sạch đâu bông đồ lột ra hết, gọn hơn luôn quý vị. Coi cái nhẹ quý vị thấy cực kỳ nhẹ luôn. Khi đến lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nghe, giống như tại sao mình đến trước Phật mà mình không đeo vàng bạc châu báu? Vì sao? Vì cái oai đức của Phật, con không còn một cái vẻ đẹp gì mà con dám so sánh với Phật. Con cảm thấy trước Phật là con hoàn toàn lép. Cái tâm cung kính Phật, con không dám một điều gì trước mặt Phật Bồ Tát. Mà con có một ý định gì, con nghĩ con được đẹp đó chứ. Con cảm thấy con xấu lắm Phật rồi. Nên lột sạch ra luôn bằng đồ. Quên. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó, cái tâm mình như vậy thì quý vị nhất định quý vị đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm ngon lành luôn. Thêm cái nữa là gì? 4 ngày không nghe, không biết, không muốn biết cái gì cái chuyện gia đình này nữa chứ. Tại vì mình đã biết nhiều cái gia đình này rồi. Bao nhiêu chục năm cái gia đình này mình đã biết quá nhiều rồi. Mà nó chưa cho mình được một ngày nào được bình yên nhé. Tại sao chúng ta bây giờ có cơ hội 4 ngày này chúng ta thử đi. Thử 4 ngày này là 4 ngày tứ đại giai không. Sạch sẽ luôn, thử cái đó là sao. Cái tâm nó quý vị biết rằng là 4 ngày đi lại xong quý vị coi nó an lạc, cực kỳ an lạc luôn. Rồi cứ theo cái đà đó về mà áp dụng tiếp tục mà tu. Chứ nếu không lỡ đây thì cũng alo sao anh, mấy đứa con sao, có coi nó rõ ràng chưa, dạ chở nhau đi học chưa, rồi mấy giờ rước nó nghe, cái này kia tùm lum. Còn mình không điện thử 4 ngày cửa nhà nó sống sao? Chúng ta phải hoàn toàn tin Phật Bồ Tát, tin định lực nhân quả, tin sạch, tin hết luôn. Trong cuộc đời này chúng ta tu hành tin hết, cái gì cũng tin hết, chết cũng tin. Phải tin hoàn toàn về nhân quả thì con người mình nó không bị tác dụng phụ. Nên đạt tới trình độ phải tin sâu nhân quả thì con người không bị tác dụng phụ đó quý vị. Quý vị biết con người mà vui nhất trong cuộc đời này là gì không? Tin sâu nhân quả. Nếu nhân quả mà chưa tin sâu thì còn cái khổ. Nói câu này ầm, nó làm cho cái bà kia giật mình. Ôi cái này mà nó phải có cái lực giảng, nó không đơn giản đâu quý vị. Vừa ngồi đông đúc cái hơi người rồi nóng bức, nó gọi đau chân. Như vậy mà đánh gớt cái chân luôn. Nó cảm giác trong lòng của mình thôi là cơ hội mà nói hừng hực luôn. Cái mắt mình vừa sụp mí cái này, mở ra mày. Mình nói mình nghe cho tôi nói. Nó mắt mình vừa yêu hiu nó mở ra mày. Bao nhiêu năm nay mày ngủ không giải quyết được vấn đề, giờ mày muốn nhắm mắt mày ngủ, tôi trọt mày bây giờ. Mình chứ, con mắt nó sợ lắm nghe. Con mắt nó biết sợ lắm á, chứ không có giỡn đâu. Mình mà hơi buồn ngủ đi, mình lấy cái tay mình này. Mày ngủ. Chọt bây giờ. Chọt. Nó mở mắt liền. Lục căng của mình nó khôn lắm. Cái lục căng mình nó cực kỳ khôn luôn. Bây giờ thử đi. Bây giờ buồn ngủ. Nó mở con mắt ra liền quý vị. Đừng nói chuyện giỡn chơi, mình có cách hết trơn chứ không ai có cách đâu nghe.
chứ đừng giận chứ. Bây giờ nó mà ngủ mình đâu có nghe được gì đâu. Nó ngủ là nó đóng lại hết trơn sao nghe. Mình chỉ xử lý con mắt này thôi là xong. Ông mà cái cách này là sao mình nói nhiều cách nó cũng mắc cười quá. Lên đây tự nhiên mình giảng nhiều cách cho lạ lạ ngộ ghê. Mà những đứa thấy kiểu đó cũng hay thiệt chứ. Giống như cái bà kia nói là trời ơi thầy, con mình con lễ Phật ở nhà buổi sáng buồn ngủ lắm thầy. Con mà buồn ngủ một cái là tự nhiên con nhéo đùi con một cái. Con nhéo với đùi bầm nâu chứ, những đứa nói trời. Cũng cố gắng đi ghê thiệt chứ. Không thật sự đối với chúng ta mang cái thân này mà tu nó có nhiều cái trở ngại ghê lắm quý vị ơi. Nhiều cái trở ngại dữ lắm. Nên lễ dưới Quan Âm Bồ Tát là những đức là nó gọt rất nhiều cái trở ngại cho quý vị ạ. Nhưng mà năm nay thì có người ta cúng dường đâu 2 tấn dưa hấu. Nên từ nơi đó mà ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm thì chắc mình cũng mở ra cái hội chiều dưa hấu để cắt ăn chơi. Chứ sao giờ ta cúng dường mới cắt cho sao bây giờ. Đúng không? Cho vài cô mình, vài cô đòn đồ này kia lỡ, giống như chi rồi lỡ cắt. Cắt xẹt 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 xẹt. Kết duyên dưa hấu. Đúng không? Ăn đi rồi xong chúc lại Quan Âm. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Hải Triều Âm Quan Thế Âm Bồ Tát. Ken ken. Mớ ăn dưa hấu. Ai bộ với bạn nhiều chi. Dưa hấu nước nhiều lắm đó. Được chưa? Lễ mới còn chăm lại. Mớ ăn dưa hấu. Nhớ là kinh nghiệm này nghe. Mình chơi với đứa bạn đó, mình biết đứa bạn này nó ưa đi tiểu. Thiệt đói mà đừng có lễ chung gần nó. Nó đi tiểu nó khiều mình. Chị đi không? Bà đi đi. Đi thì cũng mình em đi em sợ quá. Tự nhiên mình đi theo. Thấy chưa? Nhăn kéo mình mắc mười mấy lại. Uổng ghê. Nên nó ăn thì ăn nhưng mà cái giờ ăn mình ăn cho nó tránh những cái giờ mà gần tới đi lại Quan Âm. Hiểu chưa? Trước về giờ chuẩn bị đi lại Quan Âm là mình đi giải quyết vấn đề gì, giải quyết hết đi. Hiểu chưa? Thì vô mình vô chặn rồi là mình đánh tới cùng luôn. Khỏi chạy đâu tầm bậy tầm bạ. Hiểu không? Nó nhận đức cái gì chứ mấy ngày lễ nhận đức ngán lắm. Không có dám ăn tầm bậy. Có khi mà muốn nhịn đói luôn. Đến chi quý vị không? Giữ cho cái bụng nó chắc. Nhận đức là chịu chặn dữ nhất. Vô chương trình cái giảng pháp, xong rồi đi lại rồi hướng dẫn phóng sanh làm tớ luôn. Không lẽ bây giờ nhận đức chủ sướng bây giờ giữa chừng xin tì. Mấy cái bà đều quen quen, cô chắc bắt cười bà chết luôn. Trong khi cái chúng chùa mình ai cũng cười quen rồi. Mấy cô mình phía sau lưng mà nó cười của mình cũng mất cỡ mà chết luôn. Đó là chuyện gì chơi. Cười dữ lắm. Chùa mình là giống như là giống như phát động chương trình cười vậy đó. À, giống như lừa ư vậy đó. Cười tối ngày. Vậy, có cái bà kia bà đến chùa mới nói là con công nhận con thấy hay thầy. Con thấy là cười khi con đi đến chùa đến giờ là con đỡ nhăn cái mặt con hết 2 ly với thầy. Lúc trước là tới 5 ly. Vậy mà cười viết giảng được 2 ly rồi đó thầy. Vui nghe. Vui là da mặt căng ra vậy đó. Còn buồn là nhau lại đó. Ừ. Vì thử đi quý vị mà buồn ăn không ngon ngủ không yên đi là mặt vì xám xịt liền. Xám xịt liền. Nên chúng ta là người tu làm sao mà gặp những sự cố trong cuộc đời mà vẫn duy trì được cái nhan sắc của mình á. Chưa. Không? Mình bị chồng bỏ chồng chê mà mình vẫn giữ được cái nhan sắc của mình. Nó mới ngán mình. Nó đã bỏ mình rồi mà mình lại còn bị xấu nữa. Mình lại còn bèo nheo nữa thì nó nói tao bỏ mày là vừa. Thấy không? Mình phải làm sao mà cho nó liếng tiếc khi nó bỏ mình mà nó thấy mình đẹp quá. Hiểu không? Nó mình phải sống cho đặc biệt chứ sống khổ gì à? Ai kêu sống khổ? Cha mẹ tôi sinh ra tôi chưa nuôi được cha mẹ tôi nhiều bao nhiêu chứ.
ông nuôi tôi được ngày nào, sử dụng bao nhiêu năm nay rồi muốn bỏ bỏ à? Nhưng mà kêu tôi buồn, không có gì đó đâu, đừng có mong mà tôi buồn gì không nghe chưa. Mấy bà nghe câu này hay không? Quá hay. Chồng chữ mình te tua mình nói ông nuôi tôi ngày nào ông quýnh chữ tôi hoài á, muốn xài lo ra xài, muốn chữ thì chữ á, quýnh rồi quýnh rồi sao kỳ cục á, chơi xấu vậy đúng không? Nó vậy mà khi nó bỏ mình là mình nói câu gì? Hết nợ, hết nợ. Nên như đứa hôm qua có buổi giảng ngắn ở trên trang gì TikTok gì đó, giảng có một câu gì Đức nói rằng phụ nữ mà đi đánh ghen là dại quá. Đánh ghen là vô cùng dại. Vì sao dại? Vì cái món đồ này nó đã không thật rồi đem về làm gì? Đúng không mấy bà? Mấy ông phải gạch giác cái chứ. Chúng ta dặn phải nói câu cũ 2, 4, 5. Chúng ta chỉ có 5 hàng. Mấy ông hãy nhìn xuống bên dưới đi. Một đội ngũ vô cùng đông đúc. Nhận Đức cô không dám đụng luôn. Nhận Đức nói đây gọi là gì? Âm thịnh mà dương xì. Nên Nhận Đức nói rằng là tại sao chùa mình thịnh? Vì âm siêu dương thơ. Chưa? Siêu là gì? Siêu là người nữ đi tu đông quá là siêu. Mà người nữ đã biết Phật pháp mà tu nhiều thì ngữ tâm lượng sẽ lớn lên. Mà tâm lượng mà lớn lên thì chắc chắn nhà cửa sẽ tốt đẹp. Nên gọi là âm siêu là người nữ được tu hành. Nên tâm trạng không buồn phiền, không giận hờn, không câu có, không ích kỷ, không nhỏ mọn. Đã là cái nghiệp duyên của người nữ là ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, đố kỵ, nhiều cái xấu dành cho người nữ. Bây giờ mình tấn công, tấn công. Thấy chưa? Nhưng mà không ngờ người nữ này lại nghe được Phật pháp. Chính một cái nghiệp duyên nặng nề nhiều đời nhiều kiếp tích tụ trong tư tưởng người nữ này. Nhưng nhờ Phật pháp giúp cho người nữ này khai thác được những cái điều đó là xấu, không đúng, nên cỡ mở tâm tư, trở thành một tư tưởng trượng phu. Thân nữ vẫn còn, nhưng tâm trượng phu đã phát triển. Nên từ nơi đó mà gọi là âm siêu thì dương lợi. Nên tất cả người đàn ông phải cho vợ mình đi tu. Mấy ông nhớ, vợ mình khi đi tu thì chúng ta không sợ mất vợ. Vì vợ mình đi tu được thầy dạy nhân quả. Vợ mình khi đi tu nó không dám nhìn thằng nào hết, không dám nhìn tầm bậy, tại vì nó sợ nhân quả, hiểu chưa? Còn vợ mình mà mình cho nó đi ăn diện coi chừng mất vợ. Mình cho vợ mình đi mua sắm tối ngày là mất vợ. Tại vì đi mua sắm thì nó sẽ thay đổi tính tình. Khi một người phụ nữ mà nó càng đẹp lên thì nó sẽ có cái dụng ý khác. Họ đẹp quá, họ nhìn mình bẹo nhèo. Đó, nguy hiểm lắm. Rất là nguy hiểm. Hiểu chưa? 100% luôn, mấy ông thấy Nhận Đức nói được không? Quá được luôn. Mà mình cũng đừng để cho loài hoa này bị héo tàn theo ngày tháng. Mà chúng ta chúng ta phải biết chăm bón đàng hoàng, nhưng mà đừng nên để cho họ quá đáng, hiểu chưa? Ví dụ giờ có chồng rồi mà ăn diện quá đáng là muốn đi tìm cái gì? Hiểu không? Muốn đi tìm cái gì mà ăn diện quá vậy? Không? Nên từ nơi đó không được, vừa vừa thôi, cũng đừng có bèo nhèo quá mà cũng đừng nên quá đáng, trung đạo vẫn là hay. Đó. Nên ví dụ như mình ăn diện là để cho chồng mình nhìn thôi. Chứ mình đừng có ăn diện đến mức mà nó lan can qua cho thằng khác nhìn. Ví dụ như nó lan can cho thằng khác nhìn thì mình sẽ bị mầm mống. Vì tự nhiên người phụ nữ này họ nghĩ rằng là họ có cái giá gì đó mà họ phải suy nghĩ khác. Người phụ nữ này ưa bị cái bệnh này, có giá gì để suy nghĩ khác.
Rồi cuối cùng nhiều người nhìn quá là họ đắn đo suy nghĩ giữa chồng họ với người đàn ông kia. Và tự nhiên cái mà chưa từng biết thì nghĩ rằng nó vô cùng ngon lành, nhưng thật sự có ngon gì đó. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Hiểu chưa? Vì cái ao nhà mình đã từng uống nước nhiều lần, mình quen nước nè. Nếu như mình uống ao tầm bậy, có chừng có độc dược mà mình không biết đâu. Hiểu chưa? Nên các ông các bà đã có gia đình rồi, đừng có đi tầm bậy. Mình đi tầm bậy có chừng mình sida, đúng không? Tại vì sao? Mình không có biết ao người ta như thế nào. Mình chỉ nhìn nó vẽ bên ngoài một chiếc ao đẹp, nhưng mình không biết ở trong bụng nó là nước làm sao. Nguy hiểm lắm. Nên thôi, ta về ta tắm ao ta là tốt nhất mấy ông ơi. Tắm ao ta khỏi sợ sida. Hiểu chưa? Ông mấy ông đàn ông mà nghe Như Đức nói là chúng ta biết an phận. Phụ nữ mà biết nghe Như Đức nói chuyện thì an phận. An phận vẫn là hạnh phúc, an phận vẫn là bình yên. Không an phận là bất an. Một cái điều không an phận, một cái điều không đúng đắn là bất an liền chứ gì. Thí dụ như bây giờ mình giấu chồng mình, giấu vợ mình vẫn bất an, mình vẫn tìm mọi cách để che đậy là bất an chứ gì. Còn bây giờ mình công khai, mình rõ ràng, mình nhiệt tình, mình đúng đắn, mình có cái gì đâu mà mình nặng nề, nên mình đâu có khổ. Mình đã sống làm một vai trò vợ chồng đã quá nhiệt tình rồi. Bây giờ lỡ chồng mình có bỏ mình cũng không khổ. Vì sao? Vì tôi đã hết lòng với ông, tôi đã quá nhiệt tình, tôi chung thủy. Ông bỏ tôi, ông thiệt thòi. Có gì đâu, đúng không? Bây giờ biết chùa chiền rồi, bỏ mình nuôi con. Ông muốn nuôi mấy đứa? Đứa, ba đứa tôi nuôi đứa được không? Được, để hai đứa tôi nuôi. Người làm mẹ mà mở tâm lượng như Quan Âm Bồ Tát thì hiện người nữ, đúng không? Nuôi được hai đứa luôn. Ông không nuôi, đưa tôi nuôi luôn chứ. Bữa nào thiếu gạo lên thầy. Mình cũng mở tâm lượng Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. Đến đây. Tôi sẽ mở rộng vòng tay, chỉ vô trong đó lấy gạo. Không. Nên tôi nói quý vị biết, cái cuộc đời này mà đến đây mà sống như vậy thì tuyệt. Đúng là quá tuyệt vời. Những ngày tháng quá bình yên, đúng quý vị. Nhưng đừng bao giờ cầu cái bình yên trong cuộc đời này tồn tại mãi mãi. Sự bình yên trong cuộc đời này nó có giới hạn. Sự bình yên là giúp cho chúng ta phấn đấu để tu hành về thế giới cực lạc. Khi không còn bình yên cũng là sự phấn đấu để về cực lạc. Chứ đừng bao giờ cho rằng đây bình yên, để một ngày nào không bình yên nữa chúng ta để thất vọng. Đừng bao giờ bị dính cái chỗ này. Nhớ, tất cả cái gì ở trong cuộc đời này bình yên rồi cũng sẽ có ngày không bình yên. Chúng ta hãy suy nghĩ trước những điều này đi, để chúng ta biết hưởng những cái bình yên mà mình đang có. Còn khi đủ năng lượng đầy đủ, khi nó không bình yên, mình vẫn còn đủ cái chí sáng để mà mình vẫn duy trì được sự tu của mình. Mục tiêu của chúng ta là đi đâu? Cực lạc Tây Phương. Nhớ. Ồ, giảng tịnh độ đúng là nó hứng vui vẻ thì quý vị. À, không, mà cái câu mà nói hứng này nó cũng nghe kỳ kỳ nghe quý vị. Hôm qua có cái cô kêu nói thầy giảng mà có những đoạn thầy nói thầy hứng, sao con nghe cái câu đó thấy kỳ kỳ nghe thầy. Thấy không? Rồi hoặc là sung gà tre. Thôi xin lỗi quý vị. Câu đó câu quen quá, sửa từ từ. Mình thì mình quen câu quý vị. Giống như một cái câu quen á. Mà người ta nhắc mình rất là đúng. Thôi mình từ đây mình sẽ hạn chế tối đa về câu đó. Mình nói lại, gặp quý vị vui quá nên nói vui quá. Thế vô câu đó không? Khi mình nói câu hứng nó nhiều thứ hứng quá. Hiểu thấy chưa? Mà danh từ Việt Nam quá nhiều ý nghĩa. Giống như ở miền Tây quê những Đức, gặp người ta trắng đi, nói trắng là được rồi, trắng xác. Người ta đen là đen quá, đen thui. Nó hiểu không? Xanh được rồi, xanh lè. Nhọn được rồi, nhọn quét. Thì thấy thì cái văn tự nó đa dạng vô cùng. Nên mà nói là thật sự mà nói, cái tiếng Việt Nam mình mà học còn khó hơn tiếng Anh. Tiếng Anh ta định nghĩa nó tương đối gọn, còn tiếng Việt Nam mình nó quá nhiều nghĩa.
Nên khi học nó khó lắm chứ không dẫn đâu. Tại mình là người Việt Nam mình thấy nó nói bình thường, chứ người ta học tiếng Việt Nam mình hơi khó đó. Nó do mỗi vùng mỗi nơi nó có cái văn tự khác nữa, nó đa dạng chưa. Nên từ nơi đó mà những đức dùng những văn tự như ngày xưa những đức giảng, những đức ưa nói câu chịch, cái bà kia bà nói trời ơi, con nghe thầy giảng con thích lắm luôn. Mỗi lần thầy nói câu đó tự nhiên con bị động tâm. Nó động tâm cái gì? Nó thầy nói câu chịch. Tôi có biết ở đâu hồi xưa dưới quê mà ưa cái kiểu mà ginh cái gì rồi đầu làm cái gì, hay là giống như ginh đồ gì đó quý vị. Nói chịch rồi, xích quang minh đi, xích quang minh đi. Tự nhiên bà gì bà nghĩ câu chịch là cái gì mình cũng không hiểu luôn. Thì bà nói một lần, từ đó sao những đứa không có giảng câu chịch nữa. Những đứa thì cũng chịu nghe lắm nghe quý vị. Thôi kệ, câu đó người ta không chịu thì đừng có nói nữa, hiểu không? Nó bà nói là cái câu đó thầy nói con ngại quá, con bị động tâm. Nói thằng mệt thôi giờ tôi đừng có nói nữa cái câu đó, hiểu chưa? Không mà cái lời nói mình nói nhanh quá, nói nhiều quá quý vị. Có những câu người ta sẽ chú ý mình mà giúp mình, có điều đó là tốt thôi. Ví dụ như tự nhiên mình giảng hứng vui quá, cái tự nhiên mình nói nó sung quá, nó cũng không đúng đúng quý vị. Các vị giảng sư thì người ta không dùng những câu đó đâu, không ai đâu, chỉ có mình những đức thì dùng thôi. Lạ nhất luôn. Nên những đức nói là những đức không phải giảng sư mà tôi là giảng cư. Giảng cư biết chưa, giảng cư. Nên có nhiều cái văn tự không mà ngộ, nghe những văn tự những đức nói có nhiều người ta nói dễ hiểu nghe quý vị, ta nghe ta rất là dễ hiểu. Thực tế đúng không, thực tế. Giống như dán bài lật ngửa vậy. Lật ngửa hết trơn à. Thật sự mà nói trong cái cõi đời này chúng ta bây giờ bận quá, không có thời gian suy nghĩ nhiều, nên giảng sao mà dễ hiểu nhất đi, để cho người ta khỏi mất thời gian suy nghĩ. Nghe là hiểu liền, nghe là thấy gần gũi và thấy dễ hiểu không? Nhưng mà có những câu gì mình thấy nó không được thì nhắc giùm. Nó kệ cả đời mình mà. Nhà bác học còn phải học hoài học mãi mà. Nếu mà không học làm sao làm nhà bác học? Chứ đừng có nói là nhà bác học mà không học nghe quý vị. Nhà bác học còn phải học. Người con hỏi nhà bác học là tại sao cha là nhà bác học mà cha còn phải học siêng như vậy. Nếu ta không siêng học làm sao ta là nhà bác học? Hiểu không? Nên từ nơi đó chúng ta phải cần học, chứ đừng bao giờ cho rằng là mình là hướng người ta là cái gì mình cũng giỏi, chưa chắc. Có những cái mình sẽ dở sao? Nên mình phải cần được người ta nhắc nhở mình, mình phải tiếp nhận, vậy thì mình mới giỏi. Nó, ngày xưa những đức nói chuyện cái văn tự những đức nó còn tệ hơn bây giờ nhiều lắm. Nó, nhưng mà nói càng nói giờ đỡ tối đa, thấy chưa, là cần phải tiếp nhận người ta dạy mình. Mình được quyền hướng dẫn người ta, người ta có quyền hướng dẫn mình. Mỗi một con người đều có cái sức giác ngộ của người ta, mình nên tiếp thu sự giác ngộ người ta thì mình mới đạt tới trình độ giác ngộ sâu. Nhớ ngay vì câu này quan trọng. Đừng bao giờ cho rằng mình là người Phật tử nhiều chục năm là mình không cần học, hoặc là mình không tiếp nhận một người vô chùa ngày đầu tiên. Chưa chắc nghe. Chúng ta đừng bao giờ đưa cái bằng 20 năm đi chùa đó mà chúng ta lại xem thường một người đi chùa ngày đầu tiên. Có khi lần đầu tiên người ta đi chùa mà sự giác ngộ người ta còn hơn người đi 20 năm. Đi chùa 20 năm của chúng ta là đi làm gì? Còn người ta may mắn vừa đi một ngày đầu mà người ta nghe pháp giải thoát. Phải người ta hơn mình 20 năm đi long nhong không? Đó, nên cái điều này Phật pháp bất khả tư nghì lắm. Nó gọi là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời là như vậy. Nên mỗi một con người nhận thức hiểu rồi thì cần phải học tập. Đừng bao giờ cho mình là đỉnh cao, nhớ. Cái người mà thường cho mình đỉnh cao mình thường bị ngã gục lắm quý vị. Thường cứ cho mình là bậc cao siêu. Nên những đức nói gặp những đức mà quỳ quỳ, những đức không chấp nhận điều này. Vì mình còn quá trẻ. Có khi những người ta đáng tuổi cha mẹ ông bà mình, mình được quyền hướng dẫn người ta một pháp tu, đó là pháp của Phật, mình đem nói lại. Chứ mình không thể nào cho người già đó quỳ trước mặt mình được, vì mình còn quá trẻ quý vị. Ta quỳ trước mặt mình, lương tâm mình thấy nó cũng kỳ cục. Lỡ mình không giải sanh, quỳ lại sao? Cũng tính con đường này có đường hậu, nguy hiểm quá, hiểu không? Nên từ nơi đó mà có nhiều người ta Phật tử miền ngoài, ta kính trọng lắm quý vị. Thì tâm cung kính nó rất là đúng. Nhưng mà bây giờ tùy duyên tùy chỗ, phải không? Riêng chỗ mình thì thôi quý vị giúp giùm những đức.
Đừng có mà cúng dường quỳ quỳ. Mai mốt vậy Đức không giảng sanh vậy Đức quỳ thấy mồ luôn. Quỳ mà chết luôn chứ đừng có chuyện giỡn chơi. Không mà có nhiều người mà ta lại nhưng Đức người ta mồ Phật. Lại Phật đi tôi không dám dặn đâu trời ơi. Có những người ta lại thiệt nha quý vị. Thôi tôi không dám dặn. Tôi còn muốn sống nuôi với bà già. Hiểu không quý vị? Không mà cái tâm thành kính đó của người ta là người ta có phước nha. Tâm thành kính đó người ta có phước thiệt. Mình không có phủi nhận cái tâm thành kính đó của người ta. Nhưng mà cái tâm mình phải đem đó cái đem cái tâm đó của người ta mình đưa vào Phật á. Tuy là ta lại mình nhưng mình đem cái tâm đó mình đưa vào Phật. Mình nói mình là kẻ phàm tăng chưa có đạt cái gì đâu. Mình đừng có đặt vào là mình là đỉnh cao gì. Thì mình không dính cái ngã. Còn nếu như mà người ta lại mình mà mình đưa cái vật lên gì. Mình nó không giảng sanh một cái mai mốt mà lại người ta lại mình ba lại mình lại lên sáu lại. Cái gì nó cũng có lời chứ đừng có nói chuyện dựng dơ không có có mà chuyện đơn giản đâu nghe. Lời á. Hiểu không? Nó nên á mình phải giảng sanh về cực lạc chứ nếu không là dính tá lả âm bình. Dính dữ lắm. Nó còn nhiều cô ngồi đây mà có những cô mà nói với cái cô thấy không? Làm vợ làm chồng cũng hẹn hứa nữa. Hứa hẹn. Có không? Có. Khi ở bên vòng tay nhau nó. Em nguyện đời đời kiếp kiếp làm vợ anh. Có nó có nhiều bà ghê lắm á. Phát nguyện đó chồng mà phát cái nguyện đó là kinh lắm á. Cái nguyện đó là cái nguyện sẽ dính đời đời kiếp kiếp đó. Nó dính rồi đó. Bây giờ mà không phát nguyện lại là kẹt. Không phát nguyện lại là kẹt. Bây giờ biết tu nguyện lại. Quy trước Phật. Phật ơi ngày xưa con hẹn với chồng con là con nguyện đời đời kiếp kiếp làm vợ ảnh. Bây giờ con nguyện đời đời kiếp kiếp con phải về cực lạc. Đổi lại. Đổi cái tông nó lại. Mình về cực lạc rồi mình mới dẫn chồng mình về cực lạc. Ờ sao không làm gì? Bây giờ mình hẹn đời đời kiếp kiếp gặp nhau. Nó đâu phải là đời sau gặp nữa đâu. Có nhiều người không nghe đạo họ nói rằng bây giờ chết rồi đi xuống dưới chín suối. Tôi chết theo đi xuống dưới chín suối gặp em ở dưới trời ơi. Có không? Tầm bảy tầm bạ làm gì đi xuống dưới. Nó vừa chết xong là nghiệp nó không đồng nghiệp. Mà trong lục đạo nó không đồng nghiệp. Có gặp nhau cũng là không biết nhau nữa. Đâu có đồng nghiệp đâu. Chỉ có tịnh nghiệp ở cực lạc thì mới đồng nghiệp để mà biết nhau thôi. Còn ở cái cõi ta bà này mà chết rồi làm sao biết nhau. Mà đâu có đồng nghiệp đâu. Đời này là vợ chồng mà gặp nhau không biết nhau nữa. Không đồng nghiệp. Đó vì thấy chưa. Nên cái người ta mà vì thấy phim ảnh cải lương được vì thấy không. Toàn là gì. Xuân chính xuôi gặp nhau ở giờ. Đa phần là như vậy. Tại vì người ta đâu có phương hướng đâu quý vị. Có chờ người ta còn chưa nêu lên nữa mà người ta nói chính suối không à. Là với âm phủ á chàng. Nên cái việc mình mà nghe đạo biết tu rồi. Cái chuyện đốt giấy tiền vàng bạc thôi đừng có làm nữa. Đừng có làm là tốt nhất. Tại bây giờ trong lục đạo luân hồi còn có chờ ngon có người ngon. Tại sao mình đưa ông bà cha mẹ mình với âm phủ hoài à. Mình đốt giấy tiền vàng bạc là đồ âm phủ á. Cái tâm niệm mình là đẩy xuống. Xuống đi. Xuống đi ông bà cha mẹ. Đừng có lên đây. Năm nào mình cũng đốt tá lả âm binh mà đốt nhà nữa. Bây giờ nó đốt luôn hình cô gái đẹp xuống dưới nó để phục vụ nó trời chắc chết. Quý vị coi, quý vị nghe gì rồi quý vị mới khai thông tư tưởng mình. Đừng có làm. Đốt giấy tiền vàng bạc nó không có kết quả đâu. Nó đó là đồ cõi âm đẩy xuống hoài, tư tưởng đẩy xuống, tư tưởng đẩy xuống. Bây giờ chúng ta đi về chùa đây mà tư tưởng mình đi lên. Lên, ông bà cha mẹ lên đi, lên lên lên. Thì lên luôn. Thấy chưa? Lên mà tư tưởng lên thì lên. Tư tưởng đẩy xuống thì xuống. Tướng do tâm sanh. Cái tâm này sanh tướng. Tướng địa ngục là ở dưới địa ngục. Tâm của mình ở dưới địa ngục là đi xuống dưới địa ngục. Tâm của mình lên thiên đàng là lên trời. Tâm của mình về Phật là về Phật. Tâm mình sanh các cảnh. Tại sao mình không đưa cái tâm mình đẩy ông bà cha mẹ mình đi lên. Mình đẩy người ta đi lên trên hết trơn cho nó ngon. Ở dưới âm phủ khổ lắm. Cảnh giới u minh tối tăm. Buồn. Buồn lắm. Buồn kinh khủng luôn. Nhất là vợ chồng bây giờ mà thương yêu nhau mà xa nhau mà chưa siêu nghe. Chết xong mà chưa siêu nó thương yêu quá, lưu luyến quá. Là đi đâu? Bên cạnh mình. Làm cô hồn vậy nè. Thường mình ngủ cái họ không đến gần mình được. Mà kiểu như mà tuy mình có tu, mình tu hành ấy vì họ đến gần họ không ở bên cạnh mình được. Họ đến bên cạnh mình có khi thường thương yêu á.
Rồi bây giờ mà chết rồi mà làm cô hồn vớt vớt vướng lỡ nghe. Cái linh hồn cứ vướt vướt lỡ mặt vợ mình, chồng mình vướt vướt lỡ. Rồi bắt đầu ngồi ở góc nào thấy vợ mình đang nghỉ ngơi, vợ con đang ăn uống chung, nói chuyện. Tự nhiên ngồi ở ngoài trước sau hè gì ngồi đó cứ buồn khóc. Gọi là cô hồn, cô là cô đơn. Cái linh hồn này cô đơn buồn bã. Ở trong cái cõi đời này bây giờ quý vị coi, lúc còn sống thì chia cho nhau cơm ăn áo bặn, chia cho nhau những cái lúc tốt đẹp vui vẻ. Nhưng chết rồi làm cô hồn vất vơ vất vưởng như vậy, để khổ đau nhìn người thân vui cười, nhìn người thân của mình đang ngồi ăn uống mà làm cô hồn làm ma ở bên ngoài, đứng nhìn ngồi nhìn, đi tới kêu kêu không ai biết không ai nghe. Thấy không? Vì cái cảnh giới này khác nhau rồi. Đó, thì thấy đau khổ chưa? Cái lúc đó mà muốn tu phước tu duyên tu không được, thê thảm chưa? Mà bây giờ có việc tu phước tu duyên, lễ Quan Âm sắp tới mà còn nhân nhị gì? Nhân nhị gì nữa? Đợi mai mốt rồi chết rồi muốn lại, lại không được. Bây giờ làm cô hồn làm ma chuẩn bị đến lại, gió thổi cái du bài mất tiêu. Vừa mới tập trung lại trở về đây ta lại xong mất tiêu. Khó không? Bây giờ quý vị coi, mà giờ cô hồn mà đang ngồi nghe như Đức nói chuyện, như Đức la một phát này, cái chuyện nó nhảy một cái qua tới bên Mỹ bên. Ba hồn chính biến nó văng đi như vậy. Quý vị nghĩ chuyện đơn giản, nó phải định tâm dữ lắm mà nghe được thì mới trụ được một chỗ này mà nghe. Chuyện nó chuyện giỡn hả chàng? Rồi ý niệm hồi vừa nghĩ ở đây là biến ở đây liền, thì bắt đầu là chương trình giảng pháp sắp sửa hết. Rồi bây giờ không còn cái thân này, muốn làm sao được? Khi còn sống, thiện tâm mình làm 10 phần hưởng 10 phần. Chết rồi tiền bạc để lại cho người thân làm 10 phần hưởng có 1-2 phần, là làm quá đúng mới hưởng được 1-2 phần. Vì sao lúc còn sống không làm? Làm để buông xuống những cái đá trên vai mình nặng nề đi không được này, để nó nhẹ nhàng để bay. Quý vị coi thắp nhang cũng nhìn ra được giác ngộ này. Tàn nhang nặng gớt xuống, khói nhang nhẹ bay lên. Chúng ta nếu quá nặng nề về cái cuộc đời này làm sao lên? Nhảy cái nó cũng rớt xuống đừng nói bài. Hiểu chưa? Nghe rồi nó thấm thiết mùi sưng. Hư tình giả ý trong cuộc đời này, hư tình giả ý. Tình cảm gì mà thật? Chết rồi đi đọa lạc ai giúp mình? Lúc bệnh đau thôi đừng có nói mà chết, khi bệnh đau rồi. Tình thương yêu cỡ nào thương yêu, khi mình bệnh một phát lợ, anh ơi anh ơi, em chia bệnh cho anh, chia được không? Chia được không? Chỉ có cái lời nói chia được không? Anh chia bệnh cho em, chia được không? Không được, chỉ bệnh thôi chia không được khi gần chết. Lại chụp vô cái miệng thở đêm dài hơi giùm được không? Không có chuyện nó xảy ra đâu. Sợ muốn chết luôn chứ thở phụ. Thương nhau, chết 2 ngày xong lại hung cái đi. Hung đi. Cúi ầm không? Chuyện sự chơ thương. Phải hư tình giả ý không? Nó gọi là duyên hợp thì đến, mà duyên hết thì xa. Thương cái gì? Giả dối. Không có thật đâu. Đừng có nói chuyện giận chơ. Đau khổ giả dối. Giả dối hoàn toàn. Không có thật. Chỉ có gì cực lạc mới thật thôi. Nghe chưa? Ủa nghe mà trong lòng mình rồi. Nó giàu giạt cái chuyện. Nhưng mà phải có trách nhiệm. Không phải là đá đổ trách nhiệm. Không phải nghe như vậy không hiểu đi gì. Giả dối không? Chồng giả dối, vợ giả dối, tầm bậy. Nó quýnh vô mặt cho mà biết. Giả dối. Tự nhiên mày nghe ông thầy giả cái gì mà gì mày nói tao giả dối. Tao giả dối hồi nào? Quýnh te tua cho mà biết. Mình nói là cái lý luận của Phật pháp mình hiểu. Còn người ta không hiểu mình nói à, anh thật lòng lắm, em thật lòng lắm, không có giả dối. Nhưng trong tâm mình biết nó là giả tạm mà thôi. Hiểu chưa? Chứ đừng có đi nói với chồng đồ cái thứ giả dối. Nó quýnh cho mà te tua được giả dối. Hiểu không? Mày tầm bậy tầm bạ. Mày cái ông thầy ông giảng tầm bậy. Giờ đem nói với tao kiểu đó tao quýnh mày bây giờ. Hiểu không? Nói phải nói rộng cho mấy bà này ưa tào lao. Xong rồi cuối cùng phải chỉ ông thầy. Nó thầy chỉ tôi. Không mà phụ nữ kỳ cục lắm nghe. Bình thường họ cười vậy đó mà có chuyện gì nó thầy chỉ. Nên những Đức nó đố mà những Đức bao giờ mà nhắn tin cho ai. Nhắn tin bậy bạ, nhắn giỡn một câu cái lỡ chồng nó bắt được.
Hỏi ai nhắn tin cho mày? Thầy. Thầy ở đâu? Ở chùa Hộ Pháp. Lỡ nó quýnh ông thầy mà te tua, nên nhà Đức nói với thầy mấy chú chùa mình tuyệt đối không xin số điện thoại ai, không nhắn tin cho ai. Nhắn bậy bạ mà nhắn lạc đề sao? Ví dụ như bây giờ họ nhắn cho mình nói, thầy giờ này ngủ chưa? Mình nhắn lại, cô ngủ chưa? Bữa đó lỡ mình buồn ngủ, mình nhắn lộn cái câu chữ con mà thành chữ em ngủ chưa? Thằng chồng nó coi một cái, nó lỡ nó quýnh cho mà te tua luôn. Nên như Đức nói với ông Tâm Nhiên chùa mình, như Đức nói ông mà nhắn bậy bạ là nó quýnh ông cho mình. Nên á, nhắn bậy bạ đây nó là nó quýnh đó, đừng nói chuyện dẫn chơi. Kẹt lắm, quê chết. Không có được nhắn tầm bậy. Không có nhắn tin cho ai chân á. Không gọi cho ai chân á. Mình gọi bậy bạ đây ngay chồng người ta bắt máy hay sao? Ví dụ như bây giờ mình biết nhau, mà lỡ mình gọi bậy bạ, mình gọi một cái mà chồng nó bắt máy này, alo ai hả? Anh nói xanh mặt xanh mày liền nói chuyện dựng chơi không? Thôi tốt nhất về đây hướng dẫn tu. Còn cái chuyện đừng có nói xin số điện thoại, nhắn tin gọi chi vậy? Không gọi gặp nhau mới quý, gọi nói hết trơn rồi còn gì nữa mà quý gặp nhau, đúng không? Hay mười mấy năm nay đi tu mà nó yên được nè. Nếu mà nó nhắn tin tùm lum tùm la chưa chắc yên tới bây giờ đâu. Nhiều cô trùng sồn đến gặp như Đức nói, thầy cho con xin số điện thoại cho thầy. Đi chi à? Có dịp nào con có sự cố gì con gọi cho thầy con hỏi chuyện. Nó thôi bữa nào tôi cũng giảng thôi, bà cứ nghe đi chứ hỏi chuyện gì. Bà cứ nghe kỹ đi rồi bữa nào nó cũng giải tỏa tâm tư hết chừng. Không thầy, con muốn thầy riêng biệt giải tỏa giùm cho con thôi được không? Không có được, tôi còn nhiều việc lắm, không có thể giải tỏa một mình được đâu. Giải tỏa một mình nguy hiểm lắm. Nhất là nhắn tin tầm bậy, ưa cái kiểu mà nhắn tin thầy ngủ chưa? Rồi sau mình nói con ngủ chưa? Rồi sáng thầy kêu con đi tu nghe không? Nhắn cái kiểu đó, nhắn viết cái dính luôn, nhắn tầm bậy. Rồi khi mà từ từ bây giờ điện thoại nó có hình, gọi cái nhìn hình. Hôm nay thấy thầy sáng quá. Rồi mình nói lại, hôm nay thấy con cũng sáng quá chứ. Giờ nó gọi nó nói viết từ từ, ông thầy ông trong phòng có mình, ông buồn quá nói chuyện hoài, nói viết rồi nhìn qua nhìn lỡ nhau viết nói tầm bậy. Dính luôn, đúng không? Tốt nhất không gọi. Gặp nhau thì tu, không gặp nhau thì thôi, mệt. Thấy chưa? Yên. Để cho tôi nuôi mấy bà già. Cái cô Phật tử kia có nói, thầy con rủ thầy đi cái chỗ này công nhận nó đẹp. Trời ơi, cái khu du lịch gì mà nó đẹp, công nhận thầy. Ủa, thầy đi có khi thầy còn mở mang thêm, hiểu biết thêm. Thôi được rồi, tôi về Cực Lạc cho nó yên. Ở đây có chỗ nào đẹp ở Cực Lạc á, chứ thôi bà mệt quá, bà đừng có rủ tôi đi chi. Bà để cho tôi nuôi mấy bà già, bà mà rủ tôi đi luôn. Bà nuôi với bà già giùm tôi kia chưa? Nói câu đó xanh mặt xanh mày. Có cô kêu gũ viên Đức, thầy về, thầy an vị Phật giùm nhà con đi. Nó thôi, tôi chỉ bà làm. Cái quan trọng là bà tu. Còn tôi có lỡ an vị Phật mà bà không tu cũng bằng không. Cái quan trọng bà tu. Bây giờ bà thỉnh tượng Phật ở chùa xong bà về ha. Rồi xong á, bà tôn tượng Phật lên bàn thờ cho đàng hoàng, quét sạch sẽ rồi xong. Đàng hoàng thì xong, bát nhang đồ này kia, hoa quả chưng đồ đàng hoàng. Xong á bà lễ Phật thờ đi là ba vị Phật. Rồi từ đó về sau bà lễ Phật luôn. Nó không, thầy phải làm nghi lễ cho con, tôi không có biết nghi lễ. Chứ con thấy người ta ăn vị Phật sao, người ta cầm nước người ta vũ tùm lum. Tôi không có biết. Tôi có biết cái gì hết trơn, người ta làm bà kêu người ta đi tôi đâu có biết vũ đâu. Tôi là phàm phu tội lỗi, bà kêu tôi lấy cái bông tôi chấm nước tôi vũ vô mặt Phật, tội lỗi nặng nề tôi không có dám làm. Nó thầy về thầy à, thầy khai quan điểm nhãn giùm nó, thầy bà. Con mắt tôi mà có tờ giấy mỏng lét mà nó che ngang tôi còn chưa nhìn bên kia, mà bà kêu tôi khai quan gì điểm nhãn cho Phật. Ai có bản lãnh thì làm điều đó, tôi không có làm được. Biết rằng tôi mà nhìn người nào đẹp tôi còn phái mà đừng khai nhang, khai quan điểm nhãn cho Phật, không có có đâu. Tôi không có làm được điều này. Mình nói vậy mình từ chối hết trơn quý vị. Từ chối hết trơn, cuối cùng không ai rủ mình chứ.
cuối cùng mười mấy năm nay ở trong chùa với mấy bà già ngon lành, khỏe re. Hiểu không? À, nên thấy không, mình nghe gì không, tự nhiên mình đi về chùa tu mà thật sự mà mấy cô cũng nghe những Đức nói gì mấy cô cũng yên tâm, tại vì mình hướng ông thầy cũng hướng dẫn mình thấy ổng gì mình yên tâm, chứ mình thấy ổng đi long nhong hoài mình không yên tâm á, tại vì ổng đi hoài thấy nào ổng dính cửa à, dính đạn à, hiểu chưa? Thà mình dính cái lựu đạn ở trong chùa vậy mà cỡ nào nó cũng chết ở trong chùa, nó ngon hơn là đi ra bên ngoài mà nó dính lựu đạn bên ngoài nó nổ banh xác rớt xuống biển, à, biển nghiệp sanh tử, hiểu chưa? Nên từ nơi đó trong chùa lỡ mình bệnh đau mình chết trong chùa. Nên những Đức nói cả đời những Đức thà chết trong chùa chứ không có đi ra ngoài chết. Chết ở ngoài nguy hiểm lắm. Nghe không? Đó, nên bây giờ gia đình đều có ngôi tam bảo hết trơn đúng không? Phải áp dụng tu nghe chưa? Nghe pháp mỗi ngày. Con cái tivi gắn ngay chặn cái chỗ cái bàn thờ thờ Phật. Rồi mỗi ngày nghe pháp, mỗi ngày niệm Phật lễ Phật. Mình nghĩ qua cái chặng dịch bệnh để mình kinh nghiệm. Trời, cái chặng dịch bệnh đó mình thấy không, mình có gặp nhau đâu, mình có đi đến gặp nhau đâu. Lúc bình thường gì đến nhau thầy trò trò, vậy mà lúc dịch bệnh vậy mà thầy trốn mất tiêu, trò trốn mất tiêu, chạy mất xác hết chứ. Mạng thằng nào nấy lo. Không kinh nghiệm mà trả, mình là người tu hành thấy khùng chứ. Lúc đó thầy đâu? Lúc bình thường chéo 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 chéo. Lúc đó kêu thầy lại chéo đó, thì thầy chỗ còn ơ. Covid-19 nó ghê lắm còn ơ. Không xanh mặt xanh mày, chúng ta phải kinh nghiệm chứ. Tại sao chúng ta không khôn khi gặp một cái nạn tai? Nạn tai là để nhắc nhở chúng ta nhìn thấu cái cuộc đời này vô thường. Nó lúc bình thường trời ơi thương nhau quá. Covid-19 bịch lại che lại đi xa ra, mọi người một thước hai đi. Chị coi đúng không? Tình gì mà kỳ cục đi hả? Tại sao chúng ta tại gia đình không có ngôi tam bảo để tu được đi? Để mai mốt lỡ có chặn như vậy nữa, mình ngồi tại nhà mình tu. Thì mình đâu có tìm đâu được bằng ở nơi của mình. Đóng cửa nhà lại cũng tu được luôn. Nên những Đức mới làm tượng Phật tặng từng nhà là cái lý do mình đã gặp được cái chặn dịch bệnh. Mình đã thấy ra rồi. Bây giờ đưa tư tưởng, đưa một bài pháp để ngồi ở nhà mà áp dụng tu. Còn đi vô chùa thì chùa là nghiêm túc ở đây tu. Ở đâu nghiêm túc ở đó tu. Vậy thì ngon quá. Chứ đừng có nói trò chạy lang bang tùm lum tùm la. Cuối cùng mình gớt giếng. Không có đơn giản đâu nghe. Đó nên từ nơi đó những Đức, những Đức chứ không phải những Đức. cái tên Đức này nó đặc biệt lắm á. Đức rồi mới Đắc. Có Đức mới có Đắc, Đắc Đạo. Không Đắc Đạo thì xuống Đắc Đầm. Hiểu chưa? Không công nhận chưa, sao ông pháp viết sao cái thứ gì cũng nói được. Họ nói là làm tao mắc cười mắc ngộ. Nên bữa nay á, chúng ta chia sẻ bọc pháp xong không có niệm Phật, tặng gạo. Để tặng gạo xong mình ra mình cúng đi thực phóng sanh luôn. Không những Đức thấy tặng ngay cái chánh điện hay, quý vị nhớ nghe. Mình đi về chùa một cái lọc của chùa gỡ cho mình kết duyên. Những Đức nói nghe, lọc gạo này không đơn giản. Đem về gia đình nào, gia đình mình mà mấy người trong nhà chưa đi tu không, cho họ ăn. Nấu gạo mình cho họ ăn nghe chưa. Cho họ ăn. Nó nhớ nè, có duyên có nợ mới gặp nhau. Như vậy thì cho ăn gạo này để có nợ với chùa. Để mai mốt á, mai mốt những Đức nói nghe. Nghe. Hiểu chưa? Đem cái bao gạo này về đổ vô cái lu sóc lên cho nó đều lên. Gạo tao bảo nó trộn đều với gạo ở nhà. Nấu lên do gạo địa Phật. Cho ông đi nhậu đi nghe. Tôi cho ăn cái đòi gạo này bữa nay cho hết gạo luôn. Thì cái đó diễn diễn chợ. Tự nhiên ăn gạo này vô uống rượu vô nó về nó nói. Bà sáng nay tôi uống rượu sao rượu đắng ngát. Nó trời dính đó. Dính rồi thấy chưa. Có duyên với chùa. Ăn gạo của chùa. Nợ của chùa. Nợ của chùa thì vô chùa. Ngon ghê chưa? Có nhiều người nói một câu, trời ơi, mình ăn đồ của chùa thiếu nợ chết. Không có thiếu nợ chết đâu, có chết cũng vô chùa. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Có cái câu chuyện của Hòa Thượng Tiên Hóa đó thấy chưa? Con trâu cày đất ở trong chùa, chết xong làm hòa thượng trong chùa. Khi ngồi thiền định, tự nhiên
cái nghiệp duyên của con trâu thì nó nổi máu, nó la ông sùm lên chứ. Hòa thượng đến nhìn biết đời trước là con trâu trong chùa. Nó con trâu cài đất trong chùa mà có duyên vô chùa làm thầy chùa. Bây giờ ăn gạo trong chùa, mai mốt bèo bèo gì cũng làm chú tiểu. Đó. Tu chùa phước lớn lắm, hiểu chưa? Nên đem gạo này về là số 1. Bởi vì lâu lâu mà gạo nhiều, quý vị cứ đem vô đây đi, đem cúng cho tôi tặng cho Phật tử ăn hết. Để gieo duyên cho cả gia đình của họ. Để mai mốt dẫn vô đây nghe, dẫn vô. Vô tu hết. Không mà mình làm cư sĩ gì, mình tu quý vị, biết tu, sống vui, không có đặt vấn đề giàu sang gì quá. Cứ sống gì bình thường vậy đi. Trong hoàn cảnh nào vui trong hoàn cảnh ấy, nhớ nè, Phật pháp cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh sống luôn luôn được an lạc vui vẻ. Thấy chưa? 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm được lợi ích gì? Lợi ích rất là lớn. Mình nương vào cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm để khuyên người niệm Phật. Quý vị nhìn lên pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, phải trên đỉnh đầu của ngài có tượng Di Đà không? Bồ Tát Quán Thế Âm có thể đến cứu khổ cứu nạn ở chúng sanh trong lúc họ đang gặp tai nạn. Từ là nước lửa, xe cộ hoặc là cướp giật. Nếu niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nhất định sẽ có sự cứu khổ cứu nạn cấp thờ. Nhưng đó chỉ là cứu khổ cứu nạn nhất thờ. Nhưng mà hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi, ngài muốn cứu khổ cứu nạn chúng sanh đi đến chỗ giải thoát an vui, không còn kiếp nạn nữa. Nhưng mà ngài dùng cái phương tiện cứu khổ cứu nạn nhất thời để gieo cái nhân duyên này, để rồi đưa chúng sanh đi đến chỗ phải niệm Di Đà cầu sanh cực lạc. Từ nơi đó mà chúng ta tổ chức lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm là chúng ta biết chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề là người mà quý mến, tôn trọng Bồ Tát Quán Thế Âm đông lắm. Đa phần người ta đều thích tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm, có khi còn nhiều hơn Di Đà. Nên duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm ở cõi Diêm Phù Đề này còn dày hơn Đức Phật A Di Đà. Từ nơi đó mà dùng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm lễ lại danh hiệu của ngài để mà rủ chúng sanh về để dạy họ niệm Phật, thì y rang như bổ nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm luôn. Đó mới là chỗ đưa họ đi đến nơi mà an vui vĩnh cửu, không còn gặp kiếp nạn. Chỉ có thế giới cực lạc mới là chỗ không có kiếp nạn, chắc chắn 100%. Chúng ta ở cõi này nhất định chúng ta sẽ gặp kiếp nạn. Từ người thương yêu khi gần gũi giúp quý nhau, giữa vợ chồng thương yêu, giữa cha con mẹ con thương yêu, tình thương yêu đậm đà vô cùng, nhưng một ngày nào cuối cùng cũng xa nha, gọi là xa lìa khổ. Rồi chúng ta gặp những người quán thù trong cuộc đời này, gặp nhau gọi là quán tăng hội khổ. Rồi chúng ta cầu bao nhiêu việc trong cái cuộc đời này mà không được thì cầu không được khổ. Có nghĩa là rất nhiều cái khổ ở trong cái cuộc đời này, nhưng cái khổ lớn nhất ở trong cái cuộc đời này đó là ái biệt ly khổ. Khổ lớn nhất. Và cũng từ cái ái biệt ly khổ mà nó làm cho mình bị mê mờ tối tăm trong cái sự ái nhiễm đó. Nên danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, danh hiệu của Bồ Tát là khai mở trí tuệ cho mình nhìn nhận được vô thường, cho mình nhìn nhận được cái vô thường ở trong cái cuộc đời này là đang thúc đẩy mình tinh tấn tu hành giải thoát. Nhớ nghe quý vị, cái vô thường nó là cái thúc đẩy mình, và cái chết chóc của trước mặt mình là cái nhìn nhận để cho bản thân mình nỗ lực. Cái người thân mình ra đi từng đời xa mình, mình có thể đau lòng nhưng mình phải quay lại nhìn lại sâu sắc để cảm nhận rằng là một ngày nào mình cũng đi như người thân mình. Sự thương yêu đó, rồi chúng ta có thể hẹn gặp nhau ở nơi nào. Chỗ đặc sắc nhất để hẹn gặp nhau đó ở Tây Phương Cực Lạc. Nhưng có chắc chắn rằng chúng ta có thể về Cực Lạc gặp nhau hay không? Nếu như họ chưa về được, ta phải về cho bằng được. Vì ta về cho bằng được thì ta mới đến giúp họ được. Nên đối với chúng ta thì, đối với vợ chồng, mẹ con, cha con thì thương nhau là chắc chắn. Anh em thì thương nhau rất nhiều. Vì sao?
Vì cái duyên đi đến với cái cuộc đời này dày mỏng, mà vợ chồng, gia đình, người thân là duyên dày nhất. Và duyên dày nhất cũng là ái nhiễm nặng nhất. Và cũng từ đó mà gây cho nhau sự khổ đau nhất. Cái khổ đau nhất là do ái nhiễm thương yêu nhiều nhất, rồi xa lìa mới là khổ nhất. Vậy thì tại sao chúng ta không gầy dựng một cái cách tu hành để chúng ta dùng cái tình cảm thương yêu giữa mình với người thân để mình dẫn dắt họ? Vì họ quá thương mình, nên mình đi đâu họ cũng muốn đi theo mình. Vậy thì nếu như quý vị muốn giúp người thân mình từ còn sống cho đến khi đã chết, thì cái chỗ mà quý vị muốn đi đâu, quý vị gầy dựng cho cực kỳ mạnh. Tại vì họ quá thương mình, nên mình muốn đi đâu là họ muốn đi theo đó. Nên muốn giúp cho người ta đi theo mình thì bản thân mình phải gầy một phương hướng cho chuẩn, giống như bòi gốc cho sâu. Mình vẫn là chính của cái gốc, còn họ chỉ là cành lá hoa quả để bám vào gốc này thôi. Chúng ta là người nghe đạo, người biết tu, phải gầy dựng mình là một cái gốc cực kỳ mạnh, không được nhổ gốc tùy tiện, mà phải cắm gốc cho cực kỳ sâu. Dù cỡ nào thì cành lá hoa quả cũng tìm đến thân cây và gốc cây, chứ không thể nào mà thân cây và gốc cây đi tìm cành lá hoa quả. Nên nghe đạo hiểu được rồi thì biết rằng tất cả những gì ở trong cái cuộc đời này, duyên đến thì gặp mà duyên hết thì xa. Từ con người thân cho đến tiền bạc vật chất đều là từ nhân duyên để hợp mà gặp. Thì duyên hợp thì gặp, mà khi duyên hết thì xa. Quý vị thấy rõ ràng, có những con người tự nhiên họ giàu, vô cùng giàu là duyên phước họ hợp thì có. Mà khi mà họ không biết tu nhân tích đức nữa thì duyên phước hết thì xa. Thấy không? Rõ ràng 100% luôn. Có những người họ giàu, cực kỳ giàu luôn, mà tự nhiên khiến họ phải đi làm tầm bậy để rồi họ đi vô tù ngồi. Có không? Có mà. Tự nhiên giàu, vô cùng giàu, không chịu làm thiện làm tốt, hoặc là làm thiện làm tốt rồi nó khiến mình phải đi chửi người ta để mình đi vô tù mình ngồi à. Kỳ cục như vậy. Cái đó là cái gì? Si phước. Khi con người đi đến trình độ si phước thì con người nó sẽ tự nhiên tầm bậy, tự nhiên tầm bậy vậy đó. Phải chi mình có tiền bạc vật chất với của cải của mình xài chuyện nào mà hết, thì mình chỉ cần mà tu hành, sống thiện, sống tốt, tu phước tu duyên thì đời đời kiếp kiếp con cháu mình cũng thịnh hoài. Nhưng mà lạ thay, khi mình không biết tu phước tu duyên, hoặc là tu phước tu duyên mà mình lại là nghĩ ngợi về danh lợi. Tuy tu phước tu duyên nhưng mà lại nghĩ về cái danh. Có không? Có mà. Có những người người tu phước mà vì cái danh. Có những người người ta làm thiện mà người ta vì công danh sự nghiệp, chứ không phải là thật sự người ta hiểu thiện. Nếu người thật sự hiểu thiện là người ta sẽ không đòi hỏi công danh. Còn nếu như mà làm thiện vì công danh là si phước, làm thiện vì người là thịnh phước. Nó có nhiều người giàu người ta cũng có thể bỏ tiền xây chùa đó. Nhưng mà ta xây chùa vì mục tiêu gì? Khác nghe. Người ta cũng bỏ tiền xây chùa, nhưng xây chùa vì mục tiêu gì? Có những người xây chùa vì mục tiêu gì? Vì tiền mà xây chùa. Có không? Có đó. Không phải là không có đâu. Và có những người người ta cũng đi hộ trì Tam Bảo, nhưng hộ trì vì mục tiêu gì? Danh mà hộ trì. Từ nơi đó vẫn có hết. Nên chúng ta cần nghe Phật Pháp để biết được cái nguyên lý của Phật Pháp. Chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta hành trì Phật Pháp là mục tiêu hiểu biết để hành trì, thì sự tu học của chúng ta lợi ích cực kỳ lớn. Chúng ta là một người đơn giản bình dị để học Phật Pháp. Chúng ta mỗi ngày rất giản dị, rất đủ duyên thì làm thiện làm tốt, còn không đủ duyên thì thôi. Chúng ta sống rất tự tại, sống rất là đặc biệt. Cái quan trọng nhất của chúng ta đó là gì? Mỗi ngày chúng ta có nụ cười, sống có niềm vui. Dù gặp những sự cố gì trong cuộc đời này, chỗ mà để kiểm nghiệm chúng ta có tu hay không là khi sự cố đến chúng ta. Có những người chúng ta đi đầu này đầu kia đầu nọ, biết bao nhiêu con người nổi tiếng, làm bao nhiêu việc thiện, nhưng khi chúng ta gặp sự cố trong cuộc đời thì tự nhiên chúng ta thấy mình cảm thấy bị chơ vơ, cảm thấy không có điểm nương tựa chuẩn xác, cảm thấy không vững chắc được một điểm nương tựa. Vì sao? Vì mình thường gặp Phật Pháp mình đi nương tựa vào các bên ngoài, mà Phật Pháp là đem đưa mình để nương tựa vào mình, nương tựa vào tự mình. Nên Phật dạy cái đầu tiên là tin tự, rồi mới tin tha. Mà mình luôn luôn là tin vào tha lực bên ngoài, mà mình quên tin tự mình.
tự mình mà không tin mình thì làm sao có cái lợi tha bên ngoài hỗ trợ. Đây là chỗ cực kỳ quan trọng. Nhớ đó. Nên thời gian của những đức học Phật toàn bộ là nhất định phải tin mình. Gặp bao nhiêu sự cố, gặp bao nhiêu sự trở ngại, phải đứng vững, phải cố gắng, phải nỗ lực. Nhưng không đặt vấn đề về thành bại quá lớn đối với nó. Tại vì ở thế gian này có thành thì nhất có bại, có trẻ thì nhất có già, có già thì tức khắc có chết. Nguyên lý của nó là nhất định phải đi vào chết. Mà không có một cái gì ở trong cái cuộc đời này mà không có cái quy luật có và mất hết. Điều hoàn toàn có và sẽ mất, đến và sẽ đi. Và cái câu dễ hiểu nhất là không có cái cuộc vui nào trong cuộc đời này mà không tàn. Không có cuộc vui nào mà không tàn. Đã biết là cái cuộc vui nào cũng tàn, vậy hôm nay chúng ta được ngồi nay ở đây được vui thì chúng ta hãy vui đi. Đúng không? Đó. Chúng ta được ngồi chung với nhau như vậy, chúng ta được một cái nhân duyên đặc biệt để mà tập trung về đây. Chúng ta được ngồi chung với nhau như vậy là quá đẹp rồi. Thí dụ chúng ta đi đến một cái đám cưới, có thể uống bia đồ cũng ly cục cục quá trời luôn, bạn đồ này đồ kia quá trời luôn, nhưng mà chúng ta thấy làm sao nó được cái nhân duyên tuyệt vời như những người bạn đồ lam ngồi ở ngay cái chánh điện rồi nhìn lên Phật đồ bữa nay đẹp vô cùng. Đúng không? Đó. Thì biết rằng là vì sao gọi là Phật thân kim sắc, tại vì vàng là không có phải là bị mất cái màu vàng. Vàng nhất định là tồn tại mãi mãi. Vàng có thể dùng để dùng lửa để thử. Nhiều thứ chúng ta dùng lửa để thử thì sẽ hủy hoại, nhưng riêng vàng vẫn tồn tại. Từ nơi đó mà Phật thân kim sắc là ý muốn nói rằng là Đức Phật không già, không bệnh, không chết. Đức Phật A Di Đà và cảnh giới cực lạc là không già, không bệnh, không chết. Chứ không phải là Phật mà lại là màu vàng. Chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ rằng chắc là mình về thế giới cực lạc là chắc mình già khè. Thì mới nhớ rằng cái quốc độ cực lạc cực kỳ tự tại. Chúng ta đi đến cõi giờ thì chúng ta sẽ y ra người cõi giờ. Chúng ta đi đến một quốc độ của Phật nào thì chúng ta y gan quốc độ của Phật đó. Và chúng ta đi đến đất nước của cõi ta bà này thì chúng ta y gan người ở cõi ta bà này. Chúng ta đi đến một cái vị trí nào đi độ sanh, chúng ta y gan cái quốc độ đó luôn, không khác. Nhưng mà cái bản thể mà gọi là giác ngộ của mình ở thế giới cực lạc thì luôn luôn tồn tại, không mất luôn. Nên phải về thế giới cực lạc, vì về thế giới cực lạc không có mê, không có bị mê hoặc điên đảo nữa. Đây mới là chỗ tuyệt vời mà hướng đến. Và chúng ta đều biết rõ, tất cả những con người đang ngồi với chúng ta, đang ngồi nghe chia sẻ bọc pháp này, chúng ta đang biết rõ họ đang ở đâu luôn. Dù hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ con người như vậy mà chúng ta về thế giới cực lạc, chúng ta vẫn biết rõ ràng họ đang tái sinh về đâu hết luôn. Đặc biệt như vậy. Khi mình về cực lạc rồi, mình sanh đến một địa phương đó, mình biết được cái địa phương đó là có bao nhiêu người có duyên với mình để mình sanh đến để độ. Mà đến địa phương đó mình biết rằng là duyên với địa phương nó rất dày, nên mình phải đến đó để độ người địa phương đó trước. Rồi độ người địa phương đó rồi, nó mới lăn cặn những địa phương khác tiến đến đây. Thì từ từ tiến tới. Nên cái duyên của người thế giới cực lạc, người ta đi đến đâu là người ta biết, người ta quán cơ rõ ràng là nhân duyên của chúng sanh nơi đó có duyên với người ta sẽ đến. Chứ không phải tùy tiện đến mà gọi là làm cầu may, không có. Đến là phải thành công. Còn không có duyên thà người ta không đến. Người ở thế giới cực lạc đi độ sanh rất rõ ràng. Chỗ này là 100%. Nên mỗi một người chúng ta khi được ngồi như vậy để cùng nghe chia sẻ Phật pháp thì tự nhiên trong lòng mình nó rất là nhiều cái được cởi mở ra, và rất nhiều thứ mà mình đang hướng đến danh lợi, tự nhiên con người mình nó bị nhạt nhẽo bớt đi. Không bằng mình nó niệm A Di Đà Phật. Thấy không? Mình niệm A Di Đà Phật á, mình không có tào lao. Rồi mình đi lại Quan Âm có tào lao không?
Mình thấy chưa, cái pháp hội lại Quan Âm nó thù thắng là nó dẫn dắt, nó rủ người ta về. Rồi bắt đầu người ta thấy ào đi, người ta cũng chưa tu nên đi gì đông dữ cái trời. Trong tâm con người mà người ta thấy đi đông vậy, người ta nói nè, mình cũng đi thử. Đó. Mà cái duyên của con người mà nói là tôi muốn đi thử là duyên gì phải không? Duyên hơi kém á. Mà có duyên mà duyên kém. Họ thấy mình đi quá đông nên cái quay lực mà đông người đi, nó đi theo. Thật sự họ không có tu đâu mà họ đi theo. Đi theo họ coi coi sao. Hoặc là có những người mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm quá trời luôn, nhưng mà họ đứng họ nhìn. Họ đứng họ nhìn. Và có nhiều ông nhiều bà thì nói tào lao nữa chứ. Mày coi nè, mày coi lại chút té đó mày thấy nè. Có đó đó. Mày biết lại chút té đó mày thấy nè. Trời lại chứ ghê, bà già mà lại chút mày coi xỉu chứ mày coi. Vậy mà chờ người ta có ai mà xỉu một cái nè, nó tao nói mà thấy chưa, xỉu là chắc chắn là xỉu liền. Vậy đó, mà lợi đó rồi nhìn thấy. Vậy mà có hưởng lợi ích không? Được lợi ích. Có nghĩa là không tu mà đứng đi vòng vòng ở trong cái pháp hội thôi mà cũng được lợi ích. Vì mỗi danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nó đều lọt vào A Lại Gia Thức. Nó chồng cái chủng tử Bồ Tát nằm trong đó. Mà nó chồng cái chủng tử Bồ Tát là ở trong đó thì là Bồ Tát. Từ từ thế nào cũng là phát nguyện làm Bồ Tát. Quý vị, dẫn người ta đi đến chùa là cái lợi ích nó cực kỳ lớn. Đây là nói cái chuyện thấp nhất luôn á. Còn cái người mà phát tâm đi đến lại thì thôi nói làm chi nữa. Nó thù thắng đến mức quá thù thắng. Thấy không? Vô cùng thù thắng. Thù thắng vô cùng. Thấy biết á. Ôi ô lễ mà cái kiểu mà cái vị cứ miệt mài với lễ đi mà gần xong á, chỗ nó hứng được có nói nữa. Nó vui quý vị, trong lòng mình nó hứng thú vui vẻ. Tại vì sao? Vì lễ gần xong mừng quá, phải không? Mà cái cảm giác đó nghe quý vị, tự nhiên người ta hỏi quý vị là lễ hết không? Mình mà lễ hết nữa, hết chứ không, hết. À, đặc biệt lắm nghe quý vị. Mà tự nhiên mình lễ giữa chừng mình bỏ cuộc, mà khi người ta lễ xong mình hơi cái tâm trạng hơi buồn buồn một chút nghe quý vị. Nó hơi buồn buồn một chút là vì sao? Vì mình lễ không hết. À, nên á, lay quay là 4 ngày à, nó cấp kỳ. Mà nó vui dữ lắm. Ôi ô về nó vui gì đâu á, nó vui vô cùng vui. Ôi ngộ lắm. Tại vì những đức là người á, chủ sướng, nên những đức không có dạy gì mà cả ngày đó. Mà những đức đi tu với quý vị làm chi mà nó nhiều, mà đến mức mà những đức lết bánh đâu. Những đức phải dưỡng sức mình chứ một chút chứ trợ. Nên những đức đưa ra khóa tu, những đức giảng nên niệm Phật rồi lễ Phật đồ chút và cũng đi thực à. Nên cái thời khóa bị gì, bị được tu nè, được thoải mái nè, được vui vẻ. Mà cái quan trọng là nó đẩy mình đi sâu vào cái chỗ tối lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm phải được. Nhưng mà nếu mà không đưa ra thời khóa nghe pháp động viên coi chừng 4 ngày họ không lễ á, nó lạc cái tâm. Bỏ đại cho họ lễ là họ lạc cái tâm, họ không lễ. Nên quý vị coi có nhiều nơi người ta tổ chức có 500 danh hiệu, vậy mà ta lễ khi mà 2 ngày hoặc 1 ngày, ta lễ mấy lần luôn. Mà lễ mấy lần đó nó nhìn vậy đó, nhưng mà cái cảm giác của nó không đặc biệt. Khi quý vị lễ mà 4 ngày á nghe, còn cái này 4 ngày thì nó là nói làm chi nữa. Nói làm chi nữa bây giờ, nó là số 1 rồi. À, nên quý vị biết rằng là khi quý vị lễ được 4 ngày đó, thì một con người yếu đuối nó trở thành con người mạnh mẽ. Mà một con người mạnh mẽ thì nó trở thành trí tuệ. Một con người sợ ma thì hết sợ ma. À, con người bị hương linh nhập thì lễ xong nó hết nhập luôn. Vì cái tâm lực nó mạnh quá, nó không có nhập được nữa. Cái tâm lực của con người này khi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong, họ quá mạnh cái tâm mà. Vì hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, một người con gái mà cứng cỏi thô thiển thì lại Quan Âm xong cái tự nhiên là nó dịu dàng. Một người đàn ông mà nhút nhát, gọi là không có nghĩa khí, thì tự nhiên lại Bồ Tát Quán Thế Âm thì trở thành người mạnh mẽ, có nghĩa khí. Một con người mà không có phương hướng, lại Bồ Tát Quán Thế Âm lại có phương hướng. Cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm rất là đặc biệt. Đó, nên từ nơi đó mà khi vào cái pháp hội mà lễ 4 ngày là sự tự tin mình nó cực kỳ cao luôn. Nó thấy mình, ủa, mình không ngờ là mình lễ được mà 2000 lại, mình không ngờ luôn. Mà khi mình lại được rồi đó, mai mốt mà nói gì ngang lại là giống như mình nói, giống như cầm trong tầm tay mình vậy. Tự nhiên cái lòng tin mình nó cực kỳ mạnh. Nhưng mà ngày xưa mình chỉ lễ có 500 danh hiệu thì mình nghĩ rằng ngộ thay là cũng 500 danh hiệu mà nó lại ngán. Nó cũng ngán 500 danh hiệu nghe quý vị.
Nhưng mà cái lễ 2.000 lại mà được á, thì mình nói cỡ 1.000, 1.500 thì không còn cái gì nói tới nữa chứ. Mà lễ được 2.000 lại được rồi thì con người mình nó trở thành một con người mạnh mẽ vô cùng. Mà thêm cái là 2.000 lại mà quý vị niệm 2.000 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà quý vị niệm bằng cái tâm lực mà cộng lực với đại chúng đó, không tưởng tượng được, không tưởng tượng được. Tại vì cái số lượng cả chục ngàn con người mà nó cùng cộng lực lại, mà nó cùng nêu lên một cái thiện tâm nhất, cái gì dữ dằn lắm. Cái công đức lúc đó, cái bản năng con người mà nó sanh phước duyên đó, tự nhiên nó chan chảy đều hết trơn. Nên con người cái lúc mà phước kiệt nhất ở trong cái pháp hội đó, phước tăng lên. Tại vì nó nhập được cảnh duyên đối với con người ta, quý vị à. Vì con người ta tu nhiều quá, nên cái người mà thiếu phước thiếu duyên vào cái pháp hội này, nó tăng phước tăng duyên lên. Nhưng mà phải nhập cảnh nhập duyên ở trong cái pháp hội đó, nó phải là chân thật hết lòng nhập cảnh nhập duyên ở trong pháp hội đó. Và cũng có những người ở trong pháp hội đó nhưng thật sự người ta không có nhập cảnh nhập duyên, thì người ta cũng được lợi ích nhưng mà duyên người ta bị rẽ ra. Còn nếu như bị nhập cảnh nhập duyên ở trong pháp hội đó thì tự nhiên cái duyên cảnh quý vị nó nhập đầy đủ hết. Và tuyệt vời lắm, khi mà xong 2.000 lại đó nghe, tội ơi, con người quý vị giống như đi phơ phớ vậy đó. Đi phơ phớ vậy đó. Những đức mà lễ 2.000 lại xong nghe, 15 ngày vẫn còn cái cảm giác của lại Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. 15 ngày vẫn cảm giác an lạc, an lạc, an lạc, tung tăng giống như mình đang bay. Mộ ghê. Giống như giống như đang bay bổng với con người rồi, nó lăn, nó đặc biệt gì đâu quý vị ơi. Đó, tuyệt lắm. Nên thật sự mà nói, cuộc đời mang thân người mà có được cơ hội tu này đúng là hy hữu khó gặp. Mà qua cái đời những đức rồi chắc cũng ít có ai mà không biết có ai tổ chức 2.000 lại cho vị lại nữa không. Thật sự mà nói, cái chuyện lễ 2.000 lại mà một ngày giảng pháp 3-4 buổi này, cái chuyện này không phải nói ấy quá, chứ cái việc này cũng ít ai mà chịu làm. Tại vì làm mà nó không đủ cái sức, hoặc là cái cần cổ nó không cho phép thì cũng chịu thua. Thí dụ như bây giờ lên giảng pháp một cái là cái tiếng của mình đây, giờ cái tiếng nổi rồi. Chiều nay thì lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình vô mình quát nguyện cái, nguyện mấy hương màu này không? Mình vô nguyện hương, mình nguyện cái là cái tiếng mình vậy. Mình vô mình đánh lễ cái là sao, đúng không? Nhất tâm đánh lễ Nam Mô Nhất Tịch Chân Chính Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở dư chân Quán Thế Âm Bồ Tát pháp hội đã rớt liền, chắc chắn rớt liền, không nói vòng vo lễ không nổi. Bây giờ quý vị coi cái đầu xe nó kéo cái mình xe, hay cái mình và cái đuôi kéo cái đầu? Cái đầu kéo, đúng không? Mà cái đầu mà yếu sao kéo cái mình cái đuôi? Hiểu chưa? Nó nên cái đầu là phải mạnh, đúng không? Cái đầu là phải mạnh. Nên khi mà muốn tổ chức một chương trình gì mà ta ao ao đến là phải, con người mình phải hừng hực cái tâm mình lên, đem cái mạng mình ra để lên bàn, bách xuống bàn. Hiểu chưa? Đó, giống như ngày xưa có một vị tướng mà nói là đi ra chặn là chặn nào cũng thắng. Tại vì sao? Ông chuẩn bị đi ra đánh chặn là ông đi đến đâu, đi ngang cầu là chặt cầu, còn cái nơi ở của ông là đốt bỏ. Vì sao? Vì chỉ có đi không nghĩ quay trở lại thì một địch mười. Nên đi đến đâu là thắng chặn đến đó. Cái tâm lực nó kinh lắm. Còn người đi tu, ví dụ như bây giờ đã đi vô chùa tu rồi, chỉ nghĩ còn cái mạng không có được không? Đem cái mạng cúng dường cho Phật Bồ Tát, thử coi tu được không? Tu hành thì nhất định gặp cảnh duyên thôi. Ai mà không gặp cảnh duyên, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình tu hành đi, mình còn trẻ, mình gặp một cái cô gái trẻ lại nói thầy sao còn trẻ mà tu uổng như thầy. Uổng cái gì? Uổng cái gì? Muốn cái gì bộ? Tôi khổ mà chết, tôi vô đi tu mà kêu uổng. Đem tôi về nuôi tôi được không mà uổng? Nuôi được mấy tháng mấy năm xong chữ tôi đè đầu cỡ cổ tôi uổng à? Uổng. Trời trời, thầy thì ghê quá. Ôi chạy, thấy không? Gặp nó nói mình uổng. À thì thầy cũng thấy còn trẻ quá mà không biết.
tu hành không biết thì đi tới đâu thì tính tới đó. Nó câu nói là tiêu à, thì đi tới đâu tính tới đó thua à. Hỏi tại thầy bây giờ còn trẻ quá, với chú còn trẻ quá mà tu vậy nhắm tu cả đời được không? Mình nói sao không được. Cha mẹ tôi sống cùng một đời thì tôi cũng sống một đời, thì đã là sống một đời thì tu cũng sống một đời, mà không tu cũng sống một đời, mà tu nó quan trọng hơn là không tu. Sao mà sống một đường đời? Cô ngon cô vô đây tu chung đi coi, tôi coi sống được một đời không? Đúng không? Mạnh dạng như vậy. Tự nhiên nghe ta nói mấy câu nói thôi thì đi tới đâu thì tính tới đó. Kiểu này là rớt 100% luôn, nó dòng do chứ. Hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình chưa đến, mình chưa đạt tới trình độ là chưa chắc mình đi hết một đời hay không. Nhưng trước nhất mình phải đẩy mình. Đẩy mình là được. Thì thà cái đà đó mình đi luôn. Vừa mình qua được bước mình nói được thì mình qua thêm bước nữa. Được, mình tiến thêm bước nữa. 5-7 bước đã được rồi mình nói chắc chắn như cầu luôn, được. Được không? Thấy chưa? Đó. Nên con người sống trong cái cuộc đời này đừng bao giờ mà bước một mà lại bước. Tính cái bước thứ 5, thứ 7. Tính như vậy là bỏ cuộc vì thấy nó xa quá. Chúng ta hãy nhìn cái bước thứ nhất của mình đang bước đi. Mình hãy cố gắng bước cái bước thứ nhất đi. Thì cuộc đời mình tuyệt lắm. Nó bây giờ chúng ta ngồi trong đây, ví dụ như những Đức năm nay 42 tuổi à, đúng không? Nó có 40 tuổi còn gì? Còn có nhiều cô ở đây cũng 50 mấy tuổi rồi đúng không? Chúng ta bây giờ nếu mà nói về tuổi như những Đức là hơn nửa đời người. Nó nói 60 năm cuộc đời, vậy thì 30 năm là nửa đời người. Vậy bây giờ 42 tuổi hơn nửa đời người rồi. Cuộc đời của mình nó đã đi, đi đến chỗ sắp sửa xế bóng. Đúng không quý vị? Hơn nửa đời người xế bóng rồi còn gì? Nghiêng rồi. Đó, nên từ nơi đó cuộc đời nó qua rất là mau. Đừng có nghĩ năm 18 tuổi và đến năm 40 tuổi thì tự nhiên mình thấy nó dài quá. Những Đức năm đi ra khỏi nhà 18 tuổi đó, 42 tuổi rồi nè. Rồi lay quay từ 42 tuổi tới 50 tuổi. Và từ 50 tuổi tới 60 tuổi thì mình tính vậy đi, không biết có sống tới đó hay không. Nhưng mà mình cứ tính như vậy thì quý vị thấy cái thời gian nó qua rất là mau. Cái cuộc đời mình, những Đức thì khi nuôi các cụ già, những Đức thấy á, khi tuổi già rồi những Đức ưa nghe các cụ nói câu này nè: con mà ước ao gì, nếu mà thời gian quay trở lại, trời, thời gian quay trở lại, con á sẽ đi tu sớm, con còn khỏe, con còn có cơ hội phục vụ tam bảo của thầy á. Mình nghĩ là tiếc quá, bây giờ già vô đây không có phụ giúp được thầy cái gì, mà thấy làm phiền thầy không. Mình nói một câu, mình nói không có làm phiền, bà niệm Phật đi không có làm phiền đâu. Nhưng mà mình nghe nhiều người già ta nói vậy thì mình người trẻ mình cũng suy nghĩ được. Mình nói ô mình còn trẻ, mình gặp Phật pháp, mình còn có thể làm một số việc gì ở trong cái cuộc đời này ý nghĩa, mình thấy mừng. Chứ nếu đợi khi mình lết bánh, mình nó lết cái thân mình còn khó hơn chi là kéo ai, đúng không? Mình cứ nghĩ như vậy mà bản thân mình cứ nhắc mình, bây giờ mình còn khỏe quá, mình cố gắng đi. Chứ cái chuyện mà tổ chức tu cả năm nay mình cũng không có đơn giản đâu quý vị. Có khi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị hỏi có mệt không? Quý vị nghĩ có mệt không? Mang cái thân này, thân tứ đại mà làm sao nó không mệt. Nhưng mà do tâm lực nó mạnh quá, vì nghĩ cái từ sáng cho tới tối rồi tới 10 giờ mấy xuyên suốt, rồi cái đầu mấy anh em còn gặp hỏi chuyện này chuyện kia để giải quyết vấn đề của cái lượng con người ta ăn, rồi phải tính rồi mỗi buổi tối nấu ăn làm sao để tiện bề cho các cô khi đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà được phục vụ tam bảo. Chứ nếu như các cô chỉ có phục vụ thôi mà không lên lại thì nó tu phước không tu huệ thì có ngày nó cũng có chuyện đến. Nên từ nơi đó mà cố gắng làm sao sắp xếp cho các cô mà phục vụ tam bảo rồi mà còn có thể lại được Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì những Đức mới sắp cho các cô trong chùa mình lại sau lưng những Đức. Chạy được đường nào. Hiểu chưa? Mệt gì mệt nhưng mà nó sợ không. Nó sợ những Đức thấy không thấy. Hiểu chưa? Ví dụ như cả ngày phục vụ tam bảo tại vì quen mặt hết. Mấy chục cô quen mặt hết. Nhưng những Đức chỉ cần đứng những Đức nhìn xuống cái những Đức thấy không thấy mặt ai là những Đức biết rồi. Là bữa sau những Đức hỏi trốn ở đâu thì làm sao dám nói dối. Nên từ nơi đó mà để cho sau lưng để lại kế những Đức
thêm cái nhờ cái động lực của mình mà nó háo hức, nó lễ. Rồi cha mẹ người ta phương xa nhìn con người ta, lễ thấy con người ta. Nó có rất nhiều động lực nên cả ngày các cô phục vụ cực vậy mà lên lại được mấy ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Ít có bao giờ mà cái chùa nào mà ban tổ chức làm việc mà ông chủ trì ông tính tới cái chuyện cho tu được. Nên rất lụp đợp, rất như sung rụng. Tại vì cái tổ chức mà đông người vô nó làm cho cái người mà phục vụ Tam Bảo nó không khéo, không dạy quý vị, không có đưa lên tư tưởng cho họ là xong, họ cảm thấy họ bị tiêu cực. Họ thấy người ta vô chùa ta tu phơ phớ thoải mái ghê, còn mình sao tối ngày cứ là lam lũ cực khổ làm hoài mà không quan tâm ngó ngàng gì tới. Nên những đức cái gì chỉ quan tâm tới cái tổ chức của mình dữ lắm nha quý vị. Giống như những đức được nằm cái mền sao là những đức phải muốn cho họ có cái mền đó. Những đức nằm cái gói sao là những đức muốn cho họ có cái gói đó. Tại vì giữa mình với họ là người cộng tác để làm việc trong cái cuộc đời này ý nghĩa. Nên họ quý mến những đức. Từ các điểm đậu vàng những đức qua là đại chúng mình mừng dữ lắm. Những đức chưa bao giờ tạo một cái áp lực, những đức mong quý vị sống trong cái cuộc đời này. Đừng bao giờ mình làm cha làm mẹ tạo cái áp lực gì cho gia đình của mình. Mà gia đình mình sẽ hiểu được cái tâm ý của mình liền. Nên chưa bao giờ mà nhà Đức trước cái công chúng chùa mình mà nhà Đức nói một câu là mình đang khổ, mình đang thiếu, đang khó khăn cái gì đó. Chưa bao giờ nghe quý vị. Nhưng mà trong cái công việc những Đức làm nó vẫn có những cái áp lực mà họ không biết. Không phải không có đâu nghe quý vị. Quý vị cứ nghĩ đi, chùa mình hơn 1.000 người mỗi ngày nhà Đức lo. Hòa Thượng thì xây chùa, Hòa Thượng cũng già rồi quý vị. Lớn tuổi quá rồi, 82 tuổi còn gì nữa bây giờ. Còn cái hình bóng của Hòa Thượng thì như là cái gốc để cho mình cảm thấy bình an, nương tựa cái đức của Hòa Thượng. Nhưng mà cái việc làm mình phải cố gắng. Tổ chức khóa tu đồ này kia phải làm việc ý nghĩa. Nên có những anh em huynh đệ gặp những đức nói sao mà huynh làm chi mà dữ vậy? Những đức nói không làm dữ làm sao nuôi được ngàn mấy trăm người. Rồi bây giờ 3-4 cái nhà đang xây bên nữa kia, 3-4 nhà, 5 nhà đang xây bên đó. Nói rồi vài bữa Hòa Thượng ông móc cái móng ở trước cái cổng chùa nữa kìa, xây nhà nữa. Thì bây giờ Hòa Thượng xây nhà, còn mình thì đi kiếm mồi. Thì nghĩ sao? Đó. Nên á, mình tổ chức cho người ta được lợi ích thì người ta mới trả lại cái nhân duyên đó để mình lo cho chúng. Chứ nếu mà mình không tổ chức một cái gì cho người ta tu hết trơn, không có làm việc lợi ích gì hết trơn, rồi ai tin tưởng mình mà người ta cùng cộng tác với mình để nuôi đại chúng lớn gì? Đâu phải đại chúng không đâu mà còn làm bao nhiêu cái việc. Rồi lâu lâu phải tổ chức chương trình khiếm thị, lo chương trình khiếm thị lần 4-5 ngàn người khiếm thị, đâu có dở. Rồi lớp đạo làm con bao nhiêu chương trình nó kết hợp lại. Nhưng mà những đức thấy vui vô cùng khi cuộc đời mình sống làm được những việc ý nghĩa. Những đức rất là cảm ơn Phật Pháp vì chính Phật Pháp đã thay đổi cuộc đời của mình. Nên những đức nói mạnh dạn một câu, cuộc đời chúng ta đi đến thế gian này, nếu như chúng ta mà không gặp Phật Pháp thì xin thưa quý vị, cái khổ của chúng ta không có lối thoát. 100% không gặp Phật Pháp thì cái khổ không có lối thoát. Nên Thái tử Tất Đạt Đa mà vì sao ngài đi tu, ngài cực kỳ thông minh, mà vì sao ngài chọn Phật Pháp? Vì ngài biết được rằng nếu không có Phật Pháp thì cái khổ không có lối thoát. Thoát đi đâu bây giờ? Đường nào mà biết thoát đây? Nên ngài thắp lên một ngọn đèn sáng vô cùng, mà chính một ngọn đèn của ngài mà bây giờ mồi ra bao nhiêu ngọn đèn cho toàn thế giới. Nếu như mà Thái tử Tất Đạt Đa ngài không đi tu, ngài làm vua, dù là ngài làm chuyển lương thánh vương đi chăng, nhưng cuối cùng lịch sử cũng đã sớm không còn nhắc đến ngài nữa. Nhưng mà ngài đi tu, ngài làm được một chuyện vĩ đại, đó là đem giáo pháp giải thoát chỉ dạy người, giúp người lìa khổ được vui. Nên khắp nơi trên toàn thế giới ai cũng ca ngợi Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên chúng ta đi đến với cái cuộc đời này là một con người bình thường nhất trong cuộc đời này. Nhưng may mắn thay mình được tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật. Mình dùng cái giáo pháp này để mình áp dụng cuộc sống của mình. Mỗi một cương vị đều có được niềm vui.
Thì đừng bao giờ nói rằng bây giờ tôi phải nhà cao cửa rộng, tôi phải có địa vị gì trong cuộc đời này rồi tôi mới vui. Quý vị đừng chờ đến ngày đó. Có rất là nhiều người đi một vòng một tư tưởng tiêu cực rất tệ. Ý nghĩ đó quá sai lầm. Từ bây giờ tôi bắt tay vào cái việc kiếm tiền, 20 năm sau có điều kiện mới vui. 20 năm sau quý vị sẽ hoàn toàn bị bế tắc niềm vui. Tại vì quý vị không có nụ cười 20 năm thì làm sao quý vị cười được? Nó đóng băng lại rồi làm sao cười đây? Không bằng là bắt nguồn từ bây giờ phải cười, từ bây giờ phải vui, từ bây giờ phải biết đủ khi mình đang sống trong ngày hôm nay. Và từ đây cho tới 20 năm sau, quý vị sẽ hoàn toàn tích lũy được phước dày. Lúc đó niềm vui quý vị đã đến mức cực điểm. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Nghỉ. Không có ai nghĩ như mình hết trơn, nghĩ ngồi ghê luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật quý Phật tử khắp nơi nơi về đây tu tập rất là đông. Mỗi một người chúng ta, mỗi người là mỗi một cái nghiệp khác nhau khi đến với cái cuộc đời này. Nhưng đến ngôi Tam Bảo thì chúng ta có được một cái phước duyên bình đẳng, đó là cùng tu tập, cùng nghe pháp, cùng niệm Phật, cùng phóng sanh, cùng cúng tế thực. Từ nơi những cái nhân duyên đặc biệt này mà chúng ta sanh được công đức phước duyên rất là thù thắng khi đi đến ngôi Tam Bảo. Và chúng ta đem cái công đức niệm Phật, nghe pháp, phóng sanh, cúng tế thực này, nguyện hồi hướng cầu an Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Vì nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có cái điểm chùa gì để mình về mình tu tập, nên cảm ơn Ngài. Nên chúng ta nguyện đem công đức hồi hướng cầu an cho Hòa Thượng, và hồi hướng cầu an cho toàn thể hàng Phật tử khắp nơi nơi và hàng Phật tử đang ngồi đây. Vì nhờ cái nhân duyên hộ trì Tam Bảo mà Tam Bảo được thịnh vượng, nguyện cầu phước báo nhân duyên này hồi hướng cho gia quyến quý vị, chuyển cái nghiệp của họ mà họ biết tu hành niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này. Và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, và gia đình mình có những người mà tự tử, chết oan, chết ức, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, và tín nguyện niệm Phật, nương vào bổn nguyện của Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha,
A ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng. A ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, danh vô vị ơi, nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật. 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 Chúng ta về chùa đông gì ti là mình cúng kiến cũng không có nghi thức gì rền rà nhiều quá, nhưng mà nhờ cái công đức niệm Phật nghe pháp, con người ai cũng an lạc vui. Khi cúng đi thực gì nó thù thắng dữ lắm quý vị. Và khi mình niệm Phật gì nè, nên khi mà mình cúng gì người thân mình được lợi ích lớn lắm. Thêm cái nữa là gia đình mình có người mắc chưa siêu đồ đó, mới chết đồ đó, mà mình nương vào cái đại chúng này mình nguyện cầu siêu cho người ta, nhờ cái quay lực của đạo tràng mà thù thắng dữ lắm. Rồi những cô mà mang nghiệp phá thai đó, mình đi đến đây khi cúng gì các thai nhi vui dữ lắm, vì các cháu được hưởng tài thọ thực, các cháu mừng lắm. Và có những cháu mà ở đây thích quá, các cháu sẽ ở lại chùa, thì các con cứ ở đây, ngày nào cũng được cúng đi thực, ngày nào mình cũng được dùng. Mình đi theo người ta đâu có tu nhiều, không có cúng đi thực, buồn lắm, vất vơ vất vưởng. Còn đi ở chùa thì bông giấy đẹp nè, hoa đẹp nè, chim hót hay nè, nghe niệm Phật nè, nghe những đức thuyết pháp vui nè, thì ở lại chùa các con rất là hạnh phúc, rất là vui. Và niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Về Cực Lạc thì luôn luôn hưởng được niềm vui nha. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta phóng sanh. Bởi vì về chùa chúng ta khi tu xong, cúng đĩa thực xong, chúng ta có cái lễ phóng sanh. Mà khi cái lễ phóng sanh này, khi mà mình niệm Phật mà thả chi mình vui dữ lắm. Nên khi vị niệm Phật niệm háo hức vui, giống như một chúng sanh được thả ra khỏi chim lòng ha. Giống như một con người mà được thả ra khỏi cái tù, ta mừng lắm. Nên cái công đức phóng sanh là cái công đức quá giải bệnh. Mà cái nghiệp sát sanh là cái nghiệp bệnh. Một con người săn hẳn là sát sanh nhiều. Một con người ít săn hẳn là sát sanh ít. Một con người phóng sanh là tâm trạng vui. Nên khi ung thư bệnh tình này kia đồ là nên phát tâm ăn chay trường, phóng sanh. Mà nhất là những con chim này nó bay lên, mình vỗ tay. Mà mình vui nó bay lên, giống như những cái buồn mình bay hết luôn. Hiểu chưa?
Nên hôm qua những đức nói bây hổm phóng sanh cá có một bữa mà khi mà mình vỗ tay không có con cá nào bay. Tự nhiên mấy cô Phật tử mấy cô nói phóng sanh chim bay quen, mà bây giờ phóng sanh cá không có con nào bay, buồn quá. À, mà ngộ phóng sanh chim thì nó vui nha quý vị, vỗ tay chim bay hiểu chưa. Nên khi mà phóng sanh là những đức ưa nói là chim đực chim cái, tại vì nó hai loại luôn. Chứ nếu như những đức nói mà mấy chú chim không thì mấy chim cái nó buồn. Nói sao thầy không có nói tới nó, không nó buồn á. Nó không giống như nói mấy chú mà không nói mấy cô mới buồn. Mình nói là bây giờ về đây được cái duyên chúng sanh ta bỏ tịnh tài cái người ta mua chim đực chim cái. Khi thả hai loài chim này ở lại chùa nghe. Mỗi ngày nghe niệm Phật, nghe những đức giảng rồi niệm Phật sanh cực lạc, có chết cũng chết trong chùa nghe chim. Không? Đó vậy mà ta vui lắm á. Bây giờ chúng ta đọc Tam Quy Y rồi xong chúng ta thả những Bồ Tát chim đực chim cái này bay. À, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật à, vui vẻ vỗ tay hoan hỷ thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị vui vẻ an lạc nha. À, chúng ta xuống chai đường để dùng cơm quý vị. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng.